chúng ta. Đang ngưng ở cái đoạn đề cập về cái bậc thiền mà vô sắc thứ nhất, xin mời lại cho các vị. Tức là cái lớp này là lớp Vinh Giá 1, chúng ta học trực diện ở trong Vinh Giá chánh văn chú giải và hậu chú giải. Và trong cái phần mà hậu và trong cái phần chú giải luật đó thì chúng ta học cái phần đầu Parijika Khandha. Trong cái phần đó, đó thì chúng ta có cái phần kệ này vô cấp cô tí này. Và sau cái phần kệ đó là chúng ta cái này cũng làm cho xin. Dạ rồi, chúng ta tiếp tục. Trong cái phần Atthakatha của phần luật thì chúng ta cũng có một số cái phần kệ do chính Thông Già Bồ Đắc Vô Xá là người trước tác. Và sau khi thực sự ở trong cái phần Matika đó, chúng ta sẽ có cái phần giải thích tương tự về những cái phần kệ này. Chúng ta sẽ học sau. Tại vì bữa trước đó, tức là cái buổi học mà buổi học vừa rồi là buổi học thứ 15, là chúng ta đã lỡ qua cái phần phía dưới này. Tức là đề cập về cái Bahiranida Nakatha, đề cập về cái phần ngoại duyên ha. Thì trong cái phần ngoại duyên đó đó, có đề cập về cái kỳ kết tập nền tảng thứ nhất. Thì trong cái kỳ kết tập nền tảng thứ nhất này đang đề cập về khía cạnh, tức là cái câu nói của vị tỳ kheo già Subhadda rằng đó là cái gì? Ida ni bây giờ nè, chúng ta muốn làm gì thì làm, cái gì chúng ta không muốn làm chúng ta không làm. Tức là sau khi nghe tin được Đức Thế Tôn đã viên tịch thì vị này khởi lên cái ý mà hỏa thích kiểu đấy, khi mà khuyên các vị tỳ kheo khác là những người mà còn phàm, khởi lên sự tiếc nối, rúng động, tiếc thương cho Đức Phật, thì khuyên rằng là chớ có nên khóc, thì bây giờ chúng ta muốn làm gì thì làm như vậy. Chính dựa vào cái câu này của trích dẫn này, chúng ta mới đi đến cái phần chú giải trong Trường Bộ Kinh quyển 2 đoạn 232 đề cập về cái câu chuyện của tỳ kheo già
Subhadra. Và trong chú giải của Trường Bộ Kinh 2, đoạn 232, về cái phần câu chuyện này, thì có đề cập đến cái khía cạnh cái việc mà xuất gia của Ngài Mahakasapa. Cái việc xuất gia của Ngài Mahakasapa thì bữa trước chúng ta cũng có đề cập rồi. Tức là những bữa trước đó, tức là có 8 cách Upasamhara, thì Ngài là một cái trường hợp đặc biệt bằng cái cách là Uvada Patikahana Upasamhara. Patikahana tức là nhận lấy, thọ nhận. Tức là giáo huấn Uvada từ chính Đức Phật. Thế anh chị trả lời 3 câu hỏi mà Đức Phật liệt kê đó. Và trong cái phần chú giải đó cũng có đề cập về cái khía cạnh, tức là Ngài trở thành một bậc là Kayasakhi. Kayasakhi nha. Và từ cái chữ mà Kayasakhi đó, chúng ta mới tìm về 7 cái hạng thánh nhân Arya Pukala, được trình bày ở trong Trung Bộ Kinh quyển 2 đoạn 182, ở trong bài kinh Kirisuta. Thì trong cái phần đó 2182, thẳng luôn đã tất cả lên chứ. 2182. Rồi 182 ở đây đề cập đến 7 cái bậc thánh nhân như vậy. Thì cái bậc đầu tiên đó mà chúng ta được liệt kê ở trong cái phần mà techno về luật hữu một này, chúng ta có đề cập đến 7 bậc này. Trong phần chánh văn đó, người ta sử dụng cái cụm từ, tức là cái bậc đầu tiên là Upatopa Kaputta, tức là bậc được giải thoát từ cả hai phần. Anh chị tức là bậc chứng đắc 8 bậc thiền, cả hữu sắc và vô sắc, trước khi mà chứng đắc quả vị A-la-hán. Với cái cụm từ tức là Kayena Pusita, tức là sau khi tự thân cảm nghiệm, tức là tự thân chứng đắc bát thiền rồi, rồi bắt đầu Asawa Parikhina Hunti, và một số phiền não, xin lỗi, và hoàn toàn những phiền não đã được Parikhina, Pari tức là hoàn toàn, tức là các lậu hoặc đã được tận diệt một cách hoàn toàn triệt để. Rồi Na Appamadi Na Karaniyan, và không cần gì phải làm, nhờ vào cái sự mà cẩn trọng, tức là với cái sự mà nhiệt tâm, với cái sự nỗ lực. Cẩn trọng ở đây anh chỉ tức là cái sự mà thực hành ba bài văn trợ đạo đó, nên không cần gì mà phải làm thêm. Đấy, đó là cái bậc đầu tiên. Đấy, rồi trong cái bậc đầu tiên đó đó, mà dựa theo chú giải cho cái đoạn 182 này của Trung Bộ Kinh quyển 2 đó ha, thì ở đây có cái câu gọi là được trích dẫn ra đây, cách tâm bồ chát được trích ở trong Pukala Panyati nha. Tức là thế nào là được gọi là bậc câu phần giải thoát? Ý đề, ý đá cách chùa, ý đá ý cách chùa nha. Tức là ở đây, một người tự thân Gajena Pusitra Viharati, tức là sau khi chứng đạt đó, và trú ở trong đấy, tức là và trú ở đây Viharati mang nghĩa là cái gì? Vì đó thường hàng trú vào trong đấy. Trong 8 cái quy mô, 8 cái quy mô khác này, rồi bắt đầu bên nhà giá Chassadiswa. Rồi như thế nào? Vì ấy sau khi mà quán chiếu với trí tuệ của mình, rồi các lậu hoặc được tận diệt một cách hoàn toàn, mang nghĩa rằng tức là chứng đắc 8 bậc thiền hữu sắc trước, 8 bậc thiền hữu sắc và vô sắc, rồi chứng đắc quả vị A-la-hán sau đó, và tận diệt tất cả các phiền não. Thì từ cái chữ mà Atthawimokkhya này này, chúng ta mới đi đến 8 cái bậc giải thoát được trình bày ở trong Digha-nikaya, Trường Bộ Kinh quyển 2 đoạn 129, hoặc y trong Bhatisamhita-makkhya đoạn 212, về cái chương, về cái phần Vimokkhakatha, tức là luận về sự giải thoát. Và trong cái 8 cái sự Vimokkha này, dựa vào Digha-nikaya, chú giải đó giải thích cũng chưa được nhiều. Bởi vì sao? Một số cái khía cạnh phía trên này này, vì chúng ta đọc như vậy đó thì giải thích chưa có được rõ, nên chúng ta mới dựa vào chú giải của Bhatisamhita Makkhya. Và hôm nay chúng ta cũng tiếp tục như vậy. Bởi vì bữa trước thì chúng ta đã ngưng ở tại
đề cập đến cái quý mốc khá, thứ mấy, thứ tư nhỉ, cái quý mốc khá thứ tư là chúng ta chưa xong. Thứ tư ở đây là Akasanujayatana. Upasambhacchapiharati. Mà sau đó là chúng ta có cái phần này, tức là Akasanujayatana rồi đấy. Để trước tiên là sẽ mở cái phần phần tám mươi mốt khá này dựa theo Bát đoạn 212 trước rồi. Atak Thần Bát Tích 12. Rồi 212 ở đây. Anh chết tăng. Về rằng cái đoạn 210 đó là đề cập đến 68 cái loại quy mốc khác. Thì trong đó chúng ta về rằng chúng ta đang đề cập 8 cái loại quy mốc khác mà chúng ta đang cần kiếm thôi. Cho nên chúng ta xuống cái đoạn số 212. Và 212 thì xuống cái đoạn phía dưới này. 213 nha. Tức là số 213 ta Rupasan. Ở đây 212 đó là cái đoạn này đề cập đến cái gì? Đề cập đến cái trường hợp tức là thứ nhất là Ruby Rupani Pasati, cái trường hợp đầu, và cái trường hợp đầu và trường hợp thứ hai luôn Achitang Rupasani Vahida Rupani Pasati, và bao gồm luôn cả cái trường hợp mà Supantena Supante wa Adimutto Hoti. Cái trường hợp thứ ba tức là cái gì, tức là bốn cái Brahma Vihara. Thì ở đây tức là Metta Sahagate Nati này, à, chúng ta xong rồi đấy, Vipul lên rồi chúng ta mới xuống đây 213. 213 tức là tới cái nhóm tức là thiện mà thiện vô sắc, khởi đầu bằng Akasananjayatana. Akasananjayatana năng được kết hợp tức là Akasa cộng Ananjaya, mà Ananjaya ở đây tức là Ananta cộng định giác. Ayatana Ananta có nghĩa là vô, có nghĩa là không có giới hạn. Anta tức là cái cực điểm, không có giới hạn, không có cực điểm, tức là vô biên. Và trong cái phần tóm lược của chúng ta đấy thì là như thế nào? Đối với cái trường hợp đầu tiên, tức là cần phải thấy rõ nhược điểm của đệ tứ thiền sắc giới vì gần với lại kilesa, và cha năng giá ở đây anh chỉ là chi thiền, chi thiền thì như thế nào, thuộc loại thô và không có khả năng nhập thiền. Nirodha Samapatti là thiền diệt, thọ tưởng định nha, vân vân. Cho nên đó là vị hành giả mới tách rời hoặc như là khỏi cái sự nhàm chán về để nhất thiện sắc giới, và hướng về cái gì, tức là chúng ta phải hướng về cái đề mục đầu tiên ha, hướng về cái đề mục đầu tiên, tức là hướng về đề mục Akasa bình nhập tiếp. Ta phải thêm ở đây hướng về cái gì, hướng về cái đề mục Akasa bình nhập tiếp với cái gì, với cái sanya rằng, với cái khái niệm á, với cái sự nhận thức rằng Ananto Akaso tức là hư không, là vô biên. Nhàm chán thực sự đó là phải nhàm chán luôn cả cái gì, cái ta đà ramana, cái ám chỉ tức là cái gì, patipa gani bita, mình liên hệ đến thiền cũ và cũng như là chính cái bậc thiền cũ đó luôn, tách rời và nhàm chán quan tướng patipa gá thuộc thiền cũ và cũng như là bậc thiền cũ. Chúng ta phải ghi như vậy đó thì nó mới đủ cái ý nghĩa. Tại phía dưới chúng ta phân ra a b c này, sẽ có chỉnh lại một chút xíu ở đây, tách rời và nhàm chán cái gì, và nhàm chán cái patipa của thiền cũ, patipa của thiền cũ, của thiền cũ tức là cái gì, tức là đệ tứ thiền đó hả, và bậc thiền cũ.
vô thiền cũ và bậc thiền cũ. Đó. Tách rời và nhàm chán Patipaga của thiền cũ và cũng như là bậc thiền cũ luôn. Anh chỉ thích là đệ tứ thiền sắc giới đó. The fourth Rupacana. Rupacana. Đấy. Rồi bắt đầu mới hướng về cái đề mục Akasa, Akasa Panyati. Với cái sanh nhà, với cái khái niệm rằng là Ananto là Akaso. Tức là hư không là vô biên. Vì rằng tất cả những cái đề mục mà thuộc về đó là thuộc về sắc giới, Rupacana, Kamathana. Tất cả cái đề mục đó, đó thì đều lấy những cái khái niệm như là đề mục mà Kasina thì chúng ta cần phải có gì? Cần phải có, đối với một người mà chưa từng tu tập trong nhiều đời sống quá khứ, tức là trước kiếp trước đó, chưa từng có mà tu tập và chứng đắc cái bậc thiền phụ sắc dựa vào cái đề mục mà Kasina, thì người đó, đó cần phải làm cái đề mục Kasina theo đúng cái tiêu chuẩn mà ở trong kinh điển và cũng như chú giải và cũng như trong quyển Sutipaṭṭhāna đề cập đến, tức là phải một gan và bốn lóng tay, rồi đặt ở một cái vị trí thích hợp với những cái tiêu chuẩn mà gọi là cần thiết, rồi từ đó đó bắt đầu mới nhìn vào và ghi nhớ ở trong tâm đấy. Cho nên là nó sẽ bị hạn cuộc bởi cái gì? Bởi cái vật chất. Còn riêng đối với cái trường hợp này đó, tức là cái gì? Vị hành giả thấy được cái sự mà cái khuyết điểm hoặc như là cái chướng ngại của những cái đề mục mà liên hệ đến bậc thiền vật chất, liên hệ đến vật chất hay được gọi là hữu sắc đó. Mà thấy rõ được cái khía cạnh tức là thanh tịnh cao tột của những cái bậc thiền mà liên hệ đến vô sắc vật chất hoặc như là đối tượng mà để cho tu tập mà bậc thiền mà hữu sắc đó, là phải có hiện lộ rõ. Còn như mà đối với bậc thiền mà vô sắc như vậy nằm ngoài cái đấy, cho nên vị đó mới thấy được rằng chỉ có hư không là không có giới hạn. Còn tất cả những đề mục trước đó đó mà vị đó đã từng tu tập đó, thấy rằng nó có giới hạn, tại vì nó bị giới hạn ở cự ly, ở kích thước vân vân. Còn cái này chỉ hư không là không còn vô biên, không có giới hạn. Và cái hư không này nó khác với là cái hư không ở trong 10 cái casino. Rồi cái tiếp nữa như là cái gì nữa? Tức là sau khi xuất khỏi đệ tứ thiền sắc giới rồi ha. Đang cái rupa nè. Rupacana. Rồi sau khi xuất khỏi cái này rồi hướng đến chúng ta chấm phẩy một cái. Tách rời bậc thiền và hướng đến đề mục khác. Sau khi xuất khỏi đệ tứ thiền với sự thuần thục của năm quá si này. Quá si bao quá này. Sau khi xuất khỏi cái này với sự thuần thục, à không không không, viết liền luôn, đúng rồi. Hướng về đề mục con sẽ hướng ngay. Sau khi đã xuất khỏi đó, sau khi đã xuất khỏi bốn bậc thiền, tức là đã xuất khỏi cái này trước đó ha, với cái sự thuần thục của liên hệ đến cái gì, liên hệ đến cái bậc thiền thứ tư đấy nha. Chúng ta nên nhớ rằng đối với cái Akasananjayatana này, tức là năm cái Vassipawa này phải liên hệ đến cái bậc thiền thứ tư, tức là để tứ thiền giới đó. Vì ấy phải làm như thế nào để thuần thục cái bậc thiền này về năm cái phương diện cả mà trạng thái mà quán về chi thiền với cái gì, với cái Manodwara Rawachana, hoặc như thuần thục trong cái vấn đề mà nhập thiền, rồi xác định thời gian và cũng như thuần thục trong cái việc mà xuất thiền và cũng như quán xét chi thiền với chánh quán á, với cái động lực đó, thuần thục với lại để tứ thiền sắc giới nha. Sau khi đã xuất khỏi bậc thiền thứ tư với sự thuần thục, với năm sự thuần thục về bậc thiền ấy, chúng ta ghi ra về bậc thiền ấy nữa để cho rõ hơn. Về bậc thiền ấy tức là bậc gì? Bậc thiền thứ tư đó. Và sau khi như vậy đó, tức là vị đó mới không có thắc ý, còn theo cái khía cạnh trong chú giải đó, tức là cái gì? Quý raga
chán đi rồi đà chán hả? Tức là sau cái đoạn này này. Là nó phá chúng ta phía dưới. Nó phá là phía dưới ha. Đây. Viraga chia niroda chia. Mang nghĩa rằng tức là không có còn ưa thích. Vậy như là ly tham hoặc như là đoạn diệt về cái mang nghĩa rằng tức là không có tác ý, không có còn tha thiết mà đến cái gì bát tiếp bờ cái biết tác cụ. Bữa trước là sư ghi viết nhầm cái B thành xuống thành cái A nhạc, cũng như cái A thành cái B, bây giờ các vị chuyển lên dùm xuyên cái nữa. Cái lần đầu tiên viết là đúng rồi đó, nhưng mà về sau chỉnh là chỉnh nhầm nhỉ. Tức là không tác ý đến cái gì bát tiếp bờ cái biết tác cụ. Nó thuộc về tadaramana, tadaramananya nữa, mà hướng về cái đề mục mà akasananjetana với cái sanh nha rằng anantu akaso, thì chính cái giai đoạn này đó vị ấy là đạt đến, chính cái giai đoạn này nó được gọi là cái tiến trình bhavana này, parikamma bhavana, tức là cái tiến trình mà chuẩn bị với cái gì, với cái parikamma samadhi, tức là với cái parikamma samadhi, hoặc như được gọi là khanika samadhi ha, giống như cái phần trên này chúng ta đề cập đây này. Đây Parikamma Samadhi hoặc như là Khanika Samadhi, tức là Khana sắc na định được. Và khi mà vị đó đã bắt đầu đó là không có còn tác ý đến cái khía cạnh tức là Patipaga, bởi vì sao? Vì rằng đó khi mà vị ấy là người đã chứng đắc bậc đệ tứ thiền sắc giới rồi, cho nên sau khi mà gọi là vừa xuất khỏi thiền đó, thì tâm vị ấy vẫn sẽ hướng về cái bát tiếp ba gá niết bát cụ. Mà khi mà một vị hành giả khi mà thấy được rõ những cái khuyết điểm của cái tầng thiền mà họ đang có, vị ấy đang có, vị đó mới hướng đến rằng đó là cái gì, cái tầng thiền cao hơn, với cái chi thiền cao hơn, như vậy ít bị ảnh hưởng, ít bị chi phối, và cũng làm nó nền tảng để có thể mà nhập được thiền diệt. Thì cho nên vị đó mới loại bỏ cái bát tiếp ba gá niết bát cụ ra đi, và hướng về cái gì, về cái đề mục Akasapanyati. Mà Akasapanyati tức là cái gì, đề mục về chế định nha, tức là hư không ở đây, tức là khái niệm thôi, khái niệm về hư không. Và thấy được rõ ràng tức là cái gì, hư không này là vô biên, nó không có giới hạn, cũng giống như một người khi mà nhìn ra cái tấm cửa, khi mà nhìn ra cửa sổ như vậy, thì ban đầu là có một cái mảnh vải che, thì vị đó có thể là bị chắn cái tầm nhìn, tuy nhiên khi mà cái tấm vải nó rớt đi rồi thì vị đó nhìn xuyên qua, nhìn rộng ra, nhìn toàn bộ cái khoảng không, khoảng trống bao la vô tận đấy, mà không còn bị cái gì nó che chắn, nó ngăn ngại. Cũng tương tự như vậy, tức là sau khi mà loại bỏ cái quan cái khái niệm hướng về cái Patipa, cái biết tác cụ này, vị đó hướng về cái Akasapanyati với cái sự khẳng định trong tâm rằng Anantu Akaso, Anantu Akaso. Thì trong đây đề cập đến cái cảnh tức là vị đó nhắc nhở, tức là niệm thầm, mang nghĩa rằng nhắc nhở trong tâm, khẳng định rõ tức là hư không là vô biên. Cái việc mà nhắc nhở, cái việc mà gọi là niệm thầm như vậy đó, để khiến cho tâm của vị hành giả khắng khít vào cái đề mục một cách chặt chẽ hơn. Đấy, thì nhờ như vậy đó cho nên Parikamma Samadhi khởi sanh được. Và khi mà vị ấy cái giai đoạn thứ hai đó, tức là vị ấy không có tác ý đến cái bậc thiền cũ, ban đầu tức là Patipaga hẳn nhiên rồi, tức là cái lỗ ý sau khởi sanh sau đó sẽ bắt lấy chính cái Patipaga niết cũ, nhưng mà vị đó phớt lờ và không có tác ý đến cái Patipaga niết cũ, mà tác ý về cái Akasa Panyati, cho đến khi mà thuần thục với cái gì Parikamma Parikamma Samadhi này, cho đến khi mà thuần thục rồi đó, thì lúc đó đó tâm vị ấy dường như đó là không còn tha thiết với Patipaga này nữa. Và cho nên mỗi lần khi mà vị ấy tác ý hành thiền như vậy đó, thì vị ấy cũng ly khai, hướng tâm ly khai về các bậc thiền cũ luôn,
Phật thiền cũ thì anh chỉ là đệ tứ thiền, mà hướng về cái gì cũng là đề mục arasa và nhát tiếng. Tức là cái giai đoạn thứ hai, tức là giai đoạn nhàm chán của cả chi thiền luôn. Ban đầu tức là nhàm chán về cái dấu hiệu, cái giai đoạn thứ hai tức là nhàm chán về chi thiền, bậc thiền á, nhàm chán về bậc thiền luôn, cũng với cái quan điểm là akaso ananto akaso. Hỏi nghĩa akaso ananto, chúng ta cái đoạn này là trong chú giải thì có đề cập đến cái chữ này không? Akaso ananto, ananto akaso. Bây giờ xíu hơn. Akaso ananto. Akaso ananto, ananto akaso. Để tôi đổi lại thử cái ananto akaso. Ananto akaso tí cũng được ha. Nên chúng ta thêm chữ tí nè. Bát tít sanh vi đề mặc giá ở đây tôi sẽ nói được. Anh nan tăng nguyên nhà năng, nguyên nhà năng anh nan tu akaso tik evang paritwa. Bao quát tăng nguyên nhà năng anh nan tăng nguyên nhà năng. Sapaso nè. Raman akasan jayatan nang, akasan jayatan nang. Rồi như vậy chúng ta sử dụng là năng tăng vinh nhan năng. Ananto akaso cũng được nha. Theo cái chỗ này đó tức là cái gì? Tức là ở trên đây là chấp tu thành cha năng, tức là anh chị tức là đạt đến đệ tứ thiền sắc giới bằng cái gì? Từ bi hỷ xả rồi. Bốn cái vô lượng rồi rồi. Pramavihara. Rồi bắt đầu chúng ta đến cái giai đoạn này bắt đầu lấy mới là Paranavasena nati etasa anto ti ananto. Anto, ananto. Tức là không có, không có, không có giới hạn đối với cái việc ấy. Tức là đối với không có giới hạn đối với cái đối tượng. Mà không có giới hạn tức là gì? Akaso ananto tức là hư không, là không có giới hạn. Akaso ananto kasinukga, kasinukga tin akaso kasinukga tin akaso. Rồi ananto akaso được nha. Rồi chúng ta dùng cái nghĩa đó được. Và khi mà vị hành giả đã nhàm chán ngay cả cái bậc thiền luôn, mà khi mà nhàm chán cái để mà khi nhàm chán cái bậc thiền như vậy thì hoàn toàn á cái patipa cái nipita này nó dường như nó mất luôn, và nó thay thế bằng cái gì? Và nó thay thế bằng cái akasa panyati với cái khái niệm rằng tức là ananto akaso hoặc akaso ananto. Như vậy trong trường hợp này tức là cái gì? Không tác ý đến bậc thiền. Không tác ý đến bậc thiền mà hướng về akasa panyati. Không tác ý đến bậc thiền nữa. Nên patipaka nipitta không còn khởi sanh mà hoàn toàn hướng về. Nên patipaka nipitta cũ dần mất đi, dần bị mất đi, bị mất, dần bị mất đi. Đó là dần bị không có còn mà gọi là bắt lấy nữa ha, tức là tâm lưỡi không có bắt lấy nữa, dần bị mất đi, mà thay vào bằng kasakasa, mà thay bằng đề mục akasa bên tiếp.
dần bị mất đi và thấy bằng đề mục Akasa tiếp với Sanya rằng Ananto Akaso. Thì ngay khi đó đó, tâm vị ấy đạt đến cái giai đoạn Upachara Pavana tới Upachara Samadhi. Và cái giai đoạn thứ ba, tức là vị đó tiếp tục thực hiện, tiếp tục gọi là tu tập như vậy, liên tục như vậy. Cho đến cái giai đoạn mà gọi là tâm hoàn toàn chìm sâu vào cái Sanya này, tức là tâm đã bỏ hẳn, tâm đã hoàn toàn chìm sâu Akasura, tâm đã bỏ hẳn, tức là không còn mà hướng về nữa, hẳn cái gì, cái Patipaganimitta cũ nữa, tâm bỏ hẳn Patipaganimitta cũ và hoàn toàn chìm sâu vào Sanya này, và hoàn toàn chìm sâu vào địa mục Akasapanyati với Sanya rằng Ananto Akaso. Thì ngay khi đó đó, ngay cái giai đoạn đó đó, thì được gọi là Apana Pavana, tức là giai đoạn mà gọi là cái tiến trình gọi là kiên cố với Apana Samadhi khởi sanh, với cái lộ trình dùng mà chứng đắc thiền nha. Và đây là ngay khi đó là bắt đầu Apana Samadhi, tức là chỉ là cái giai đoạn mà lộ chứng đắc thiền đó. Samapatti hả? Chittavitti. Samapatti. Chittavitti ở đây bao gồm đó là Atitapa Wangga nha. Đó là ti nè. Rồi cái tiếp là cái gì? Chalana. Chalana thì chúng ta viết chữ ná cũng được ha, viết cái từ cuối đó. Rồi kế tiếp là Pawangapiche đá, tức là đá. Rồi kế tiếp nữa là cái gì? Manodwara Vajana, tức là mắt. Và kế tiếp nữa là Prikamma. Bá ở đây đó, bá là trường hợp, tức là cái gì? Trường hợp đó là có bá hoặc như là không có bá nhỉ. Nếu mà trường hợp bá đó là chúng ta dùng theo nghĩa là, đối với trường hợp đó là cái trường hợp mà tích khá đó hả, tích khá bút cái lá thì sẽ không có bá. Chúng ta về có bá như vậy, chúng ta để là manh đá bút cái lá. Manh đá có nghĩa là chậm nha. Còn nếu mà gọi là nếu mà tích khá thì ngược lại, thì không có. Mình đã bút rồi được, mình đã bút. Rồi, tức là parikamma đó, parikamma tức là ngay cái sát na gọi là chuẩn bị. Rồi kế tiếp là upachara, tức là gần hoặc như là cận. Rồi bắt đầu tới anu, anu tức là anuloma. Rồi kế tiếp tiếp là gotarapu, go thì chúng ta gotarapu chúng ta viết ra tắt là go luôn. Rồi kế tiếp là akasananjayatana, aka nha, aka đó. Đấy, rồi Akasaniti ta là một sát na, rồi bắt đầu kế tiếp lại cái gì? Có quăng ra lại. Đấy. Rồi, ở đây chúng ta ghi chữ hoặc không có nha. Bá hoặc không có bá. Không có bác đó, trường hợp vậy. Rồi, và ngay cái giai đoạn này đó thì tức là ngay giai đoạn Apanna Samadhi này, thì là vị hành giả với tâm vị đó với hai cái chi thiền thì có rằng đó là cái gì? Upekkha và Ekakata nha. Thì vậy Apanna Pavana với Apanna Samadhi Apanasana gồm hai chữ, gồm hai chữ, gồm hai cái chana ngã, gồm hai chana ngã, mở ngoặc ra ra là xả và đỉnh, tức là upekkha, xả và ekakata, xả và
Thì cái cách phải là cái thứ ba nha. Rồi như vậy là vị hành giả đó đã chứng đắc cái đệ nhất thiền nha, đó, theo cái tuần tự như vậy. Rồi bữa trước là chúng ta tới cái chúng ta tiếp tục bữa trước là chúng ta ở cái đoạn này vì nó tài diệu quá ru quá sang mà bắt tin nè an nên gia ta sang tấm gốc các tài cho bút ta ta sang là cũng những thực vậy. Apani apa hi nát tài nhá, tức là cái trạng thái chưa, với cái trạng thái chưa được từ bỏ hoàn toàn trước đó đối với ta sang, đối với những cái quan điểm nhận thức của bát giác, hoặc như là liên hệ đến cái gì, liên hệ đến cả mà thiền hữu sắc và cũng như là cái điều mục dẫn đến hiện tượng hữu sắc này. Buddha bát quá ta, tức là điều này đã được nói đến bởi Đức Thế Tôn về cái việc mà chưa có từ bỏ, chưa có đoạn trừ, chưa có loại trừ những cái nhận thức mà liên hệ đến vật chất đó. Như cái câu mà gọi là trong Tăng Chi Bộ Kinh Bát Mấy Cha Năng, tức là để nhất thiền sao mà bát an bát sát sát đô căn tắc cô. Căn tắc cá này chúng ta dùng cho nghĩa tức là chướng ngại nha. Các cái chữ chướng ngại này là đối với cái người mà đạt đến để nhất thiền. Rồi thôi bữa sau chúng ta mới qua cái phần chú giải đây, chúng ta mới coi liếc sơ qua cái đoạn như thế nào. Hôm nay chúng ta tạm nghỉ tại đây. Rồi dựa vào cái phần cuối của video trước á, là chúng ta đang ngưng ở tại cái đoạn trích dẫn ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Là cái đoạn này. Cái đoạn này là được trích ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Pháp Mười Chi đoạn số 72. Chúng ta coi Tăng Chi Bộ Kinh. Rồi Pháp Mười Chi đoạn số 72 đúng không? 72, 41, 71 rồi. 71 như vậy ở đây tức là 8 ở Akankhawakko. Akankhawakko thì chúng ta coi cái phần chú giải ở đây. Akankhawakko tức là pháp 10 chi. 10 chi thì chúng ta sẽ là, tại vì trong chú giải đó chỉ có là 4 tập thôi nha. Rồi. Từ cái pháp 8 chi đến 10 chi là chung với nhau. Rồi ở đây chúng ta kiếm tới số 8 là Akankhawakko rồi. Rồi Akankhawakko đó thì cái phần kia đó thì được gọi là bao nhiêu? 72. Đây 72 đây. 72, 72 tức là Akantaka Sutta. Akantaka Sutta nha, 72 cái phần chú giải cũng sẽ là 72. Rồi. Chú giải thì được một khúc. Chúng ta coi cái phần Tika. Cũng tương tự như vậy luôn. Số 8. Phẩm số 8 ở đây tức là Akankhawakko rồi. 72. Rồi trong phần Tika nó sẽ gặp chung với nhau 71 đến 74 luôn. Nó sẽ không đề cập riêng mà đề cập chung luôn. Rồi 72 trong phần chánh văn tức là cái gì? Akan sẽ là Kantaka ha. Kantaka chúng ta dùng theo nghĩa tức là cái gì? Cái nghĩa đầu tiên của nó tức là cái bụi gai. Cái nghĩa thứ hai của nó ám chỉ tên là cái chướng ngại. Nó còn có nghĩa là cái xương á, xương xương cá hoặc là xương gì. Xương ở đây với tính cách tức là cái gì? Là cái vật bị vướng lại. Mà ở đây chúng ta dùng cái nghĩa tức là cái gì? Cái vật chướng ngại đó. Chướng ngại. Cái vật mà nó có cái độ sắc bén như vậy. Nó khiến cho đau. Thì cái đó được cũng được gọi là Kantaka. Thì để chúng ta coi đây này. Ekan samayam bakawa ve vesaliyam.
Viharati Mahawane Kutagarasalana. Ở đây em chỉ tên là một thời nữa này, Đức Thế Tôn ha. Ngài Viharati, ngài trú ở tại Vesali này. Savaki Hisadin cùng với cái gì? Cùng với các vị trưởng lão nè, đệ tử của ngài. Apinyati. Apinyata tức là chúng ta dùng theo nghĩa tức là nổi tiếng đó hả? Apinyata tức là được biết nhiều đến. Tức là các vị trưởng lão mà gọi là trứ danh. Sapahulehi nè, ở tại cái gì? Kutagarasalayan, tại cái nhà mà gọi là cái nhà mà có cái mái nhọn đấy nha. Chúng ta biết cái kiến trúc đó không? Kiến trúc ví dụ như lều mà theo kiểu mà người Tây Tạng như vậy đó. Và cái kiến trúc mà nhà tròn, người ta sẽ trước tiên người ta sẽ dựng một cái khung tròn, rồi bắt đầu mái đó là người ta sẽ đi những cái cây sa gồ thẳng lên, tạo thành một cái điểm trung tâm ở giữa, và cái điểm đó là cái địa chỗ điểm giao vậy. Và kế tiếp đó là bắt đầu người ta sẽ trải phủ lên, có thể là bằng cỏ, có thể là bằng nhiều vật liệu, có thể bằng da, vân vân. Đấy, cho nên Kutagarasalayan tên là cái nhà mà gọi là có nóc nhọn đó ha, em chỉ thấy là cái nhà dài đó. Xin lỗi, cái nhà tròn mà gọi là nó đấu đầu là những cái cây xà gồ đó, nó đấu đầu là ở giữa ngay trung tâm của cái nhà như vậy. Rồi như thế nào nữa? Rayasma Rayasmata Chalina, Rayasmata Upachalina. Ở đây tức là Ayasma, ví dụ như tôn giả Chala, tôn giả Upachala, tôn giả Kukuta và tôn giả Kalimpa và tôn giả Nikata và tôn giả Katisaha và tôn, đây là những cái tôn giả mà trứ danh hả? Đấy. Tenaku Panasamaji no pa Sambhula Apinyata Apinyata Lichawi Padrehi Padrehi Yanehi Parapuranya Ujja Sadda Maha Sadda Maha Maha Wannang Echo Gahanti Bhagavantang Dasanaya. Khi ấy hả, tên nó sao mà gì nữa, như thế nào? Nhiều vị trưởng lão mà trứ danh. Nhiều vị Lichawi hả? Ở đây tới Lichawi đây là chủ từ, là nhiều vị Lichawi trứ danh. Padra, cái từ này từ Sanskrit nha, khi mà lai qua tiếng nó vẫn được sử dụng trong tiếng Pali luôn. Padra có nghĩa là tốt lành. Mà chúng ta có thêm một cái hình thái nữa là Padra. Padra. Yanehi tức là với những cái cỗ xe. Yana hả, với những cái cỗ xe như thế nào? Đẹp, hoàn thiện như vậy. Prapuraya. Ujja Sadda tức là với cái âm thanh mà gọi là, chúng ta còn nhớ khi mà trong cái điều học thứ 8 của Upasatha đó. Ujja Sayana Maha Sayana. Ujja cộng Asana. Ujja Sayana Asana. Anh nghĩa rằng tới cái chỗ cao và rộng. Tên là tiếng mà sát đà để âm giọng là cao. Ở cái vực cao như vậy. Rồi Maha tức là cái gì? Lớn. Anh nghĩa rằng tức là to tiếng. To tiếng và cao giọng đó. Maha Wannang Achoga Hanti. Maha Wannang ở đây em chỉ tên là trong cái khu rừng lớn hay gọi là Đại Lâm đó. Nơi mà gọi là có cái gì? Kutagara này nè, nơi Đức Phật đang ở đây nè, Mahawane này nè. Tức là ngày trú ở trong cái khu rừng tên là Mahawana. Nơi đó có cái nhà tròn dài về Kutagarasala này. Đấy. Thì các vị này đi đến, nghe Đức Thế Tôn ở đó cho nó đi đến như vậy. Để như thế nào? Dasanaya, để diễn kiến Đức Thế Tôn. Rồi như thế nào nữa? Atakote sang Ayasmantana Etarakosi Imeko Sambhula Apinya Apinyata Apinyata Lichangwe Padren Hi Padren Hi Yane Hi. Rồi đây. Rồi Ayasmantana. Rồi các vị. Rồi cái gì? Etak tức là Etang cộng Ahosi. Và cái điều này đã khởi lên cho những cái vị tôn giải rằng đó là cái gì? Tức là các vị tỳ kheo mà đi cùng với Đức Thế Tôn đó đang ở đây nè, khi mà thấy các cái chàng thanh niên của Lichawi như vậy đang cao giọng lớn tiếng mà đi về hướng về cái Mahawana này để diện kiến Đức Thế Tôn, cho nên các vị đã thấy và biết được rằng đó là các vị này đến để diện kiến Đức Thế Tôn với cao giọng và lớn tiếng như vậy. Rồi bắt đầu đó là Sadakan Kantaka Khu
Parachana Vutta Bhagavata. Rồi như thế nào? Điều này đã được nói Bhagavata tức là bởi Đức Thế Tôn rằng là cái gì? Sarakantaka. Chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì? Chana ở đây tức anh chị tức là thiền nha. Anh chị tức là thiền này. Thì nó có cái gì? Kandaka, kandaka tức là có cái chướng ngại, tức là cái gì? Tức là âm thanh. Tức là quá ồn ào đi. Và các vị nhắc nhở với nhau rằng tức là thiền á, chana rồi này thì nó có cái chướng ngại tức là âm thanh. Rồi dân danh đu nam dân diền á go singa sala wanada yo te do pasang kamaya ma. Ở đây chúng ta sẽ ra rằng là đó là gì? Tê núp bát sang cái mây già má nhỉ? Tức là khả năng cách của ngôi thứ nhất số nhiều. Tức là tê ná cộng với upasang cái mây. Chúng ta nên đi đến cái gì? Gosinga sala, tức là khu rừng mà sala này, quán áp sala này. Cái cây mà cây sala đó hả? Với cái tên khu rừng đó là Gosinga, Yanunahang. Hay là chúng ta nên đi đến khu rừng Sala tên là Gosimla. Rồi cái gì nữa? Tathamayan appasadda appakinna pasung vihariyama. Ở đấy đấy, chúng ta như thế nào? Mayan vihariyama chúng ta nên an trú. Pasung tên là một cách thoải mái, an lạc. Appasada tức là cái gì? Ít tiếng, nhỏ tiếng. Appakinna tức là Appakinna ở đây chúng ta dùng theo nghĩa tức là ngăn tĩnh, nhỏ tiếng hoặc như là cái gì? Appakinna tức là không có đông đảo đó, không có đông đảo. Tức là vắng lặng, yên tĩnh. Và sống mà gọi là sống an lạc như vậy. Tức là nơi đó có Đức Phật và chư vị đó. Đây là cái tư tưởng của các vị người Lý Châu Quy đây này. Khi mà đi đến gần nơi đó và thấy các vị sống mà được nghe rằng tức là Đức Phật cùng với các vị đó sống trong đó nhưng mà nó rất là thanh 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 bình nha. Rất là yên tĩnh. Athakote Ayasma Jina Vusirudhanasukhanila rồi tắt thát thì ayasma tu apasada apkina sukharati atakho ayasmanto. Ở đây là bất định khứ ngôi thứ ba số nhiều upasangkam. Rồi các tôn giả thì ayasmanto đây à, không, cái này là các vị tỳ kheo phía trên này này, ayasmata cùng với những mấy vị tỳ kheo này này đấy. Thì mấy vị này đó mới nghĩ rằng đó là mấy vị này đang đang ở trong khu rừng này và thấy các chàng thanh niên Lý Châu Quy ồn ào đi đến như vậy, các vị này mới nhắc nhở rằng đó là gì? Thiền á, nó có cái chướng ngại thôi, âm thanh. Thì thay vì như vậy chúng ta nên đi đến cái khu rừng, đi đến cái khóm rừng đó hả, Gosinga, cũng ở trong Mahawana này. Thì nơi đó thì chúng ta ít tiếng động hơn, tức là đi sâu vào trong đó ít tiếng động, ít ồn ào như vậy. Và sống an tịnh. Và khi mà đi vào trong đó rồi đó, tức là Atakho nè, sau khi mà đi vào trong đó rồi đó, thì các vị trưởng lão đó đã sống an tịnh và không có ít tiếng ồn ha. Rồi Atakho Bhagava Bhikkhu Amantesi, rồi Đức Thế Tôn gọi các vị tỳ kheo rằng đó là gì? Các hăng nút khô Bhikkhu Vecha Lô. Này cái tỳ kheo, các hăng, cái him tức là ở đâu đó hả? Cha Lô tức là tỳ kheo Cha Lô nè, Upa Cha Lô nè. Mấy vị mà phía trên được liệt kê tên rồi này, mấy vị này đang ở đâu rồi? Các hàng lũ khô tê bí công việc thia ra sau các ca gata, tức là các vị trưởng lão này đã đi đâu rồi? Thì khi đó đó, các vị tỳ kheo khác mới trả lời rằng tức là ý đáp bàn tê là bạch ngài, bạch Thế Tôn nha. Ở đây đó, một cái tư tưởng này đã khởi lên cho các vị tôn giả rằng đó là cái gì? Hiện giờ đó ý mê hả Sambhula, bây giờ có nhiều cái gì, nhiều cái chàng thanh niên Lý Chá Quy này là
với những cái cỗ xe mà gọi là được trang hoàng, mà gọi là một cách đầy đủ, một cách gọi là đẹp đẽ như vậy, rồi cao giọng lớn tiếng mà đi vào trong cái khu rừng mà Đại Lâm như vậy. Cho nên các vị đó mới nghĩ rằng là cần phải đi vào cái khu rừng Wasingat, khu rừng mà Sala với tên Wasingat như vậy. Nơi đó sẽ ít tiếng động, tức là đi sâu vào trong đó, ít tiếng động, ít âm thanh nhiều, và sóng sẽ lạc trú nhiều hơn. Cho nên các vị đã đi vào đó rồi. Thì khi nghe được như vậy đó, Đức Phật mới bảo rằng là Sa-đu Bhikkhave, này cái tỳ kheo, lành thay, Yathāte Mahāsavakān Sammā Vyākaraṇa. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng động từ tức là Vyākaraṇa, tức là khả năng cách ngôi thứ ba số nhiều, hòa hợp với lại chủ từ sẽ là Mahāsavakā, lành thay, tốt đẹp, thật tốt đẹp, này cái tỳ kheo. Giống như trường hợp là các vị trưởng lão ấy, các vị mà thinh văn ấy, các vị thinh văn ấy. Yakaroti có nghĩa là trả lời, có thể trả lời. Khi mà ở đây hiện tại phương từ Yakaramana, khi mà trả lời một cách đúng đắn rằng nó là cái gì? Bạch ngài. Thật vậy, bạch ngài. Thiền đó nó có chướng ngại, tức là âm thanh, tức là ngài muốn nhấn mạnh rằng các vị tỳ kheo này là những người mà hiểu đúng cái vấn đề như vậy. Uttamaya. Nếu mà trả lời đó đúng đắn đó, thì với ta thì điều này nên được trả lời cho ta, tức là nên trả lời đối với ta rằng nó là thiền á, có cái chướng ngại tức là âm thanh. Rồi nhân sự kiện đó đó, Đức Phật mới dạy rằng đó sẽ gì hi pika về kata cam tất cả các tên bề đó xá, và lại cái tỳ kheo đó xá và im bề nhỉ, quay được thêm vô, tức là 10, đây là 10 Kantaka, đây là 10 cái chướng ngại. Thế nào là 10? Pavivekā Rammassa. Sanghanika Rammata Kantaku. Ở đây chúng ta tách ra là ba quý quê cá nha. Quý quê cá và phân quý quê cá đều giống nhau cả. Còn Aramat. Aramat có nghĩa là gì? Có nghĩa là vui thích, sự sự vui thích. Đối với cái người mà vui thích cái sự mà viễn ly, độc cư như vậy, thì cái gì? Sanghanika. Sanghana có nghĩa là nhóm, tụ họp lại mà thuộc về nhóm, nhóm em chỉ tên là hội chúng. Thì đối với cái người như vậy đó, thì Kantako thì có cái chướng ngại chính là cái gì? Chính là cái bản chất, như là chính là cái sự mà ở đây sự, hay chúng ta sử dụng là sự luôn, chính là cái sự mà gọi là ưa thích hội chúng. Tức là cái sự ưa thích hội chúng chính là cái chướng ngại cho người mà ưa thích độc cư. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng sẽ có là cái gì? Asupanimitta. À quên, quên chúng ta coi cái phần chú giải ha, đi song song đi chứ. Ở đây Apinyatehi, cái vị chờ Apinyatehi là ở đâu đây? Apinyata thì đây có rồi. À, cái phần đầu luôn. Apinyatehi. Ở đây đó, như thế nào? Apinyatehi tí. Gagana macche. Bunna chando. Viya suryo viya nyatehi ba. Pakatehi. Abhinyata này chúng ta dùng theo nghĩa tức là được nhận biết, hoặc như được biết đến, tức là nổi tiếng đó. Trong cái câu mà gọi là các vị với những cái vị mà Lý Trang Quy này, tức là không, xin lỗi, tề hí này anh chỉ tức là Đức Phật cùng với các vị tỳ kheo ha, các vị sa quắc cá này là chứ danh là nổi tiếng đó. Ở đây tức là nha tề hí ba các tề hí, nha tề hí tức là được biết đến, tức là những vị mà được biết đến
mà ba cái tá đó là được được nổi tiếng, ví như là cái gì, ví như là bun ná chăn đô, tức là ví như là mặt trăng, mặt trăng rằm như vậy đó. Bun ná là đầy đủ nha. Tức là ám chỉ tức là trăng rằm đó, hoặc như là ám chỉ mặt trời mà ở giữa cái gì, ganana mắt chia, ganana có nghĩa là bầu trời, tức là những vị mà trưởng lão mà lỗi lạc như vậy. Rồi kế tiếp tức là para purayati, para purayati, para purayati, đang coi. Đây. Prapuranya tức là cái gì? Ở trong câu này thì anh chỉ tức là các vị mà Lichawi ra này cũng là nổi tiếng trứ danh. Rồi cái gì với những cái cỗ xe mà đẹp đẽ như vậy, và cái gì với âm thanh mà cao giọng cũng như lớn tiếng như vậy. Prapuranya, chúng ta coi cái chữ này thì có nghĩa gì? Prapuranyati parang vichati pachima pago. Pachima bago purati purima bago purato dawantena pachato anu bandantena ya baha priware pariware nati atho. Ở đây mang nghĩa rằng rồi ở đây chúng ta sẽ thấy rằng động từ ra là cái gì? Ucchati được gọi là parang, tức là trong cái hai từ mở paraburaya này, này. Parang tức là pachimabago, tức là cái phần sau, được gọi là cái phần sau. Còn bura đó, burati này nè, burati tức là buraya, buraya này nè, buraya đó còn ý tí nữa, nó trường hóa lên xóa ý đi. Được gọi là bura tức là gì? Purimabago tức là viết tắt á ha. Bara có nghĩa là gì? Pachima bago tức là phần sau, mà pura anh chỉ tức là phần đầu, purima này. Purato dawantena pachan pachato. Dawantena ha. Ở đây tức là hiện tại phân từ của động từ dawati. Với cái việc mà chạy về trước, chạy ra từ trước. Chạy từ trước. Rồi pachato anu bandanantena. Anubandantena, anubandantena thì chúng ta dùng cho nghĩa là theo hả? Tôi cũng là hiện tại phân từ của động từ anubandati, tức là đi theo sau. Một á, là đi đi trước, chạy trước. Hai đó là đi theo sau. Mahapariwa, renati đều chia cho enát nha. Pariwarena có nghĩa là cái gì? Anh chỉ tức là vây quanh. Như vậy được gọi là Parapurayati. Thì cái câu này tức là một là đi trước, hai là đi sau, ba có nghĩa là cái gì? Là đi đi xung quanh. Theo cái nghĩa ở đây. Oh sorry. Cái nghĩa ở đây. Tên là cái gì? Những cái chàng thanh niên, nhiều chàng thanh niên đi chơi quy này này. Với những cái cỗ xe mà Patrie này hoàn hảo như vậy, được vây quanh, vây quanh như vậy, với những cái cỗ xe như vậy. Rồi bắt đầu đó là cái gì? Chia cùng cách với lại cái Lichawi này, tức là có âm thanh gọi là cao giọng và lớn tiếng như vậy. Rồi bắt đầu mới Echuhaga, Echuhagahan mới đi vào trong cái mà Maha quá năng này, trong cái đại lâm này, cái khu rừng lớn này, để diện kiến Đức Thế Tôn. Mang nghĩa rằng đó là gì? Được bao gồm là tùy tùng, là vây quanh, đi trước, đi sau, có cả luôn. Rồi kế tiếp nữa sẽ là cái gì? Kantako. Cái chữ Kantako này này, trong cái trường hợp này đó, chúng ta dùng theo nghĩa là Wichanathena Kantako. Kantako theo cái nghĩa tức là Wichanath,
Vichana có nghĩa là đâm thủng. Mà cái vật đâm thủng thì chúng ta còn có nghĩa là cái gì? Chính là gai nhọn nha. Tại vì cái chữ hồi nãy kantaka đó nó có nhiều nghĩa. Nó ám chỉ tới là gai nhọn. Nó có nghĩa là cái gì? Xương. Nó có nghĩa là chướng ngại. Nó có nghĩa là vật mà sắc bén có thể đâm thủng được. Chúng ta cũng thể dùng theo nghĩa là chướng ngại được ở đây. Visukarasanamti. Visukarasana, visukarasana. Visukarasana hình như là chưa. Rồi, chúng ta kế tiếp. Tới cái đoạn này, 10 ha. 10 cái kantaka này. Thứ nhất tức là cái gì? Cái việc mà aramata này, tức là cái trạng thái mà ưa thích các hội chúng, cái tụ họp lại đó. Ganana, sangana tức là sự gom tụ, sự tụ tập lại đó. Thì chính là cái gì? Kantako, chính là cái chướng ngại. Chính là cái gai nhọn đối với cái người mà ưa thích viễn ly. Chúng ta dùng cái nghĩa là chướng ngại đó ha. Vì rằng đối với cái người mà thân, đối với cái người mà ưa thích cái viễn ly như vậy đó, thì hẳn nhiên họ muốn tách rời. Đợt trước khi mà chúng ta tìm hiểu về cái chữ quý quê cá đó, thì có ba cái quý quê cá: ca giá quý quê cá, chít tá quý quê cá và hút ba đi quý quê cá. Ca giá quý quê cá thì theo nghĩa chúng chú giải mà cả trong mà Dhammapada Atthakatha cũng như một số nơi đó thì đề cập đến cái cảm, tức là tâm lánh xã hội, cái gì, thân lánh xã hội chúng, tức là không có ưa thích hội chúng, thì cái đó được gọi là ca giá quý quê cá. Rồi còn cái tâm á, cái chít tá quý quê cá đó anh chỉ tên là lánh xa khỏi cái phiền não mà bao gồm luôn cả thiền định và đạo quả. Thiền định theo cái cảm tức là cái gì? Theo cái cảnh là vít thambanat bahana, theo cái cảnh tức là đoạn trừ khỏi, như là lánh xa một cách gọi là trấn phục, một cách gọi là lấn áp theo một cái thời điểm mà tâm còn có sự chuyên nhất, còn sự an trú vào cái đề mục mà tu tập, vào cái sự tức là anh chỉ tức là apana samadhi khởi sanh liên tục như vậy, thì lúc đó đó niwarana và cũng như cái lesa không khởi sanh được. Và cái chít tá kia và chít tá quý quê cá đó theo cái cảnh tức là anh chỉ tức là phiền não, cái khía cạnh tức là cái gì? Minh sát trí cũng là loại trừ. Theo khía cạnh tức là ta đăng gác ba hà nát, một cách tạm thời những cái phiền não. Tức là ngay khi đó, ngay sát na tâm đó thì không có. Khoảng như Samuchia đó, tức là khía cạnh tức là của đạo cũng sẽ diệt hoàn toàn những cái phiền não đó. Thì nhờ như vậy đó, nhờ vào cái chít tá quy quê cá đó, anh chỉ là đạo và quả luôn, bao gồm thiền luôn đó. Tức là bao gồm luôn cả mà Samuchia đá cũng như Patipassadi luôn. Thì nhờ như vậy đó mới dẫn đến gọi là cái gì? Nisarana Pahana, hay được gọi là Upadi Pahana, Upadi Viveka, tức là cái sự mà phiển liên tách rời khỏi cái gì? Cái sự bám chấp, chấp phủ vào cái vòng tử sanh luân hồi, vào cái thức tái tục, tức là không còn liên hệ đến cái sự mà tái sanh được. Thì anh chỉ là Nisarana Pahana. Đấy. Cho nên ở đây bám và quy quyền cá ha, anh chỉ tức là cái khía cạnh tức là thân viễn ly đó, cái việc mà gọi là còn mà tụ tập, còn mà kề cận đối với hội chúng như vậy thì hẳn nhiên sẽ là chướng ngại cho cái khía cạnh tức là lánh xa, tách rời, làm cái môi trường khiến cho tâm viễn ly và upadi, tức là sự viễn ly khỏi khía cạnh tức là tái sanh tử nữa, không còn cơ hội khởi sanh nữa. Rồi kế tiếp ở đây tức là cái gì? Asupanimitta nuyogan Anuyotasa Supanimitta Nuyogo Katanko. Supanimitta Nuyogo, chúng ta tách ra tên là Supanimitta còn Anuyogo. Supanimitta tức là chúng ta dùng cái nghĩa tức là những cái dấu hiệu mà liên hệ đến cái đẹp. Supa Anuyoga tức là cái gì? Cái sự liên hệ, liên kết đối với những cái tỉnh tướng như vậy. Cái tâm cô chính là cái gì? Chướng ngại cho cái người Anuyotasa, đối với người mà gọi là đang tu tập, đang thực hiện cái việc mà liên hệ đến cái việc quán tưởng về bất tịnh. Tức là anh chỉ tới đối với người mà đang mà cần tu tập cái vấn đề mà bất tịnh như vậy, thì chính những cái tỉnh tướng, tức là những cái khía cạnh tức là dung sắc mỹ miều đẹp đẽ bằng nhiều cái hiện tướng như vậy, thì có thể là cái chướng ngại, tức là làm môi trường cho tham có thể hành dục, có thể khởi sanh. Nơi một vị mà đang tu tập cái điều một asupa với cái gì? Với cái lobacharita làm trưởng, tức anh chỉ tức là với cái bản chất tức là tham nhiều. Trong sáu cái điều một mà gọi là, xin lỗi, trong sáu cái charita đó, sáu cái bản chất là căn tánh đó. Đối với chúng sanh khi mà tu tập về samatha kamatha đó,
Thì đối với người mà nặng cái tính tham á, thì nên tu tập được cái đường một asupa. Vì khi mà tu tập asupa như vậy là cái đối tượng đối nghịch với lại cái tâm tham sẽ khiến cho cái môi trường cái tham không khởi sanh được. Và tương tự như vậy thì những cái gì đẹp, sạch, bắt mắt thì sẽ là cái gì? Là cái chướng ngại của vị đấy. Và kế tiếp nữa sẽ là cái gì? Indriya su vitta dwarasa visu karasana kantako. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Indriya su vitta dwara. Chúng ta tách ra tức là vitta và cái dwara. Vitta ở đây tức là chúng ta dùng cái nghĩa là quá khứ phân từ của từ gobeti, mang nghĩa rằng tức là hỗ trì, được hỗ trì, được gìn giữ, được canh phòng như vậy. Đoà ra tức là cái gì? Các giác quan được phòng hộ. Ở trong mà sáu cái khía cạnh tức là indriya này, bao gồm tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đối với cái người mà gọi là đang phòng hộ các căn như vậy, đang phòng hộ, đang có sự mà canh chừng, cẩn mật cái giác quan như vậy, khi mà tiếp xúc đối với cái trần cảnh khiến cho không có tham khởi, không khiến cho không có môi trường và khởi lên cái bất thiện như vậy, thì cái quyền gì? Visuka dasana. Visuka ở đây chúng ta dùng cái nghĩa tức là cái cuộc trình diễn đó, khi mà chúng ta đề, khi mà chúng ta nói đến cái Ubosatha Sila đó, tức là bát quan trai giới đó, thì Visuka dasana tức là cái gì? Đi xem, mà gọi là đi xem trình diễn đó hả. Dasana có nghĩa là sự nhìn, sự xem trình diễn đó chính là cái gì? Chính là cái chướng ngại cho cái việc mà thu thúc các căn như vậy. Thì ở trong cái phần chú giải đây này mới đề cập đến này, Visuka dasana ở đây là Visuka bhutan dasana, tức là nhìn thấy cái gì? Tức là cái việc mà xem mà với cái bản chất á, Visuka bhutan. Là chúng ta tách ra ha, quý su các bồ tát cũng như các sa na đó là cái trạng thái mà trình diễn và cũng như là cái việc mà đi xem cái việc trình diễn đó. Chúng ta phải hiểu như vậy. 72. Tại cái gì mà dễ quá thì ở bên cái phần tiên ca sẽ không có đề cập đến nào. Quý gì? Quý su các. Đó. Rồi, chúng ta quay trở lại. Như vậy tức là cái gì? Đối với người mà đang mà gọi là thúc liễm sáu giác quan này đó, thì cái việc mà gọi là xem hoặc như là chính người đó trình diễn thì sẽ là cái gì? Cái chướng ngại cho việc đấy. Hẳn nhiên rồi, cái việc mà chúng ta ưa thích làm cho người khác đắm nhiễm vào trong những cái vai diễn và trong những cái yếu tố mà chúng ta muốn bộc lộ ra về nhân cách, về đủ thứ hết theo cái thế đời như vậy, hẳn nhiên là cái môi trường khiến cho chính chúng ta không có được cẩn trọng rồi. Tức là khiến chúng ta có cái môi trường khiến cho phiền não có thể khởi sanh. Và hơn nữa chúng ta làm cái gì? Làm cái điều kiện trở tiếp cho người khác cũng ưa thích vào trong đó. Cái điểm biết có những người họ diễn xuất mà đến mức gọi là nó nhập tâm và đến khiến cho mà khán giả họ nghĩ rằng chính cái người diễn viên đó là cái nhân vật, có thể là ở phản diện, có thể là ác mà đến nỗi mà người ta ghét luôn khi mà đi ra ngoài như vậy. Tức là sau khi mà hoàn tất cái vai diễn, đến nỗi mà người khác mà người ta ghét người diễn viên đó vì họ diễn quá nhập tâm. Đấy, cho nên là nó đều là cái nhân tố mà tác động đến cho cả cái người mà đang gìn giữ đó ha, đang thúc liễm xấu cái giác quan này và cũng như là khiến cho người khác luôn đấy. Chúng ta hiểu như vậy. Rồi kế tiếp ở đây tức là cái gì? Pramacharyasa matugamu pacharo katanko. Ở đây ám chỉ tức là pramacharyasa đối với người mà đang thực hành cái đời sống phạm hạnh nha. Ám chỉ tức là đang tu tập như vậy, đang bậc xuất gia như vậy. Thì matugama, còn upacharo ở đây có những cái từ mà chúng ta sẽ là matugama nè, upacharo. Chúng ta tách ra upachara. Upachara thì chúng ta dùng theo nghĩa tức là gần đó, đi đến. Matugama ám chỉ tức là nữ nhân đó ha.
hoặc như là cái chữ upachara chúng ta dùng theo nghĩa tức là cái gì, cái sở hành, cái sở hành hoặc cách thức. Như vậy cái gì, chính cái sở hành của nữ nhân là cái gì, là kantaka, là cái chướng ngại cho một vị mà thực hành phạm hạnh. Chúng ta coi cái phần chú giải ở đây, ma tu ga mu pacharoti, tức là ma tu ga masa sammi pacharita. Sammi pacharita chúng ta tách ra ha. Như vậy là để giải thích cho cái upachara là chúng ta tách ra ma tu ga ma có nghĩa là nữ nhân nè, ma tu ga masa là nữ nhân, sammi ba có nghĩa là gần ha, charita chúng ta dùng cái nghĩa là cái gì, chúng ta dùng cái nghĩa tức là sở hành, cái hành vi. Thế mang nghĩa rằng cái việc mà thân cận đối với nữ nhân chính là cái gì, chính là cái chướng ngại cho đời sống phạm hạnh này, charita nha. Rồi kế tiếp ở đây, patamasacchanasasadokan kantako, âm thanh này tức là tiếng ồn đó cũng sẽ là chướng ngại cho đệ nhất thiền sắc giới. Tương tự như vậy đó thì cái gì, vitaka vichara, tức là tầm tứ đó, là cái chướng ngại ở cho nhị thiền. Tương tự như vậy hỷ phỉ lạc ở đây tức là những cái chi thiền thô đó, ban đầu đó là cái gì, là âm thanh đó sẽ là chướng ngại mà cho đệ nhất thiền. Và sau khi chứng đắc đệ nhất thiền rồi đó, chính cái gì, quy tắc các quy chờ ra là cái chi thiền thô như vậy sẽ là cái chướng ngại cho một vị mà đã tu tập, đang tu tập hoặc như là đã chứng đạt được đệ nhị thiền đó. Cho nên là đệ nhị thiền nó sẽ là quy tắc của chờ ra. Tương tự như vậy, đệ tam thiền tức là bi tí, và đệ tứ thiền tức là asasa pasasa, tức là ám chỉ, tức là hơi thở ra và hơi thở vô như vậy. Rồi kế tiếp nữa thôi gì, sanya vedita niroda samapattiya sanya cha vedana cha kantako rago kantako doso kantako moho kantako. Như vậy là cái gì, sanya vedita niroda samapattiya, tức là đối với cái thiền mà sanya vedita niroda, đối với cái thiền mà diệt cả gì, tưởng và thọ này, thì chính gì, tưởng và thọ đó chính là cái gì, chính là cái chướng ngại cho cái thiền đó. Rago cũng chính là chướng ngại, doso cũng là chính là chướng ngại, mà vô hùng chính là chướng ngại. Anh chỉ tức là ba cái gốc ha, phiền não, tham sân và si này. Như vậy phía trên là chúng ta coi này, thứ nhất là cái gì, sự ưa thích hội chúng là chướng ngại là một. Thứ hai nữa tức là cái gì, liên hệ đến cái gì, tịnh tướng. Rồi visukarasana tức là xem trình diễn, trình diễn hoặc như là xem trình diễn ha, là sẽ là chướng ngại thứ ba cho cái gì, cho cái việc thu thúc các giác quan. Và kế tiếp tức là cái gì, nữ nhân là chướng ngại cho phạm hạnh, tiếng ồn là cái chướng ngại cho đệ nhất thiền, quý tắc các quý chà rác là cho đệ nhị thiền, bi tí là cho đệ tam thiền, asasa pasasa tức là hơi thở ra hơi thở vào là cho đệ tứ thiền, và sanya và vedana là cho đệ, là cho thiện diệt thọ tương định, và cũng như là raga doso và moho. Rồi cái phần này phía dưới này chúng ta còn nữa không, còn phần chú giải nữa không, hết rồi. Rồi rồi ở đây cái tiếp Đức Phật dạy rằng là gì, akantaka bhikkhave viharata, tức là hãy sống mà là người không có chướng ngại. Akantaka là người không có chướng ngại, nikantaka bhikkhave viharata là người rời khỏi chướng ngại. Như vậy tách rời khỏi chướng ngại, akantaka nikantaka bhikkhave viharata là người không còn như là tách rời cái chướng ngại. Như vậy akantaka bhikkhave aharanto, ở đây chúng ta coi cái câu này, akantaka bhikkhave aharanto nikantaka bhikkhave aharanto, như vậy tới đây gì, cái người mà không còn chướng ngại chính là aharanto, tức là bậc a la hán. Cái người mà rời khỏi chướng ngại cũng chính là bậc a la hán. Akantaka nikantaka bhikkhave aranto tức là người không còn và cũng như rời khỏi anh chị, tức là bậc a la hán. Rồi đó là cái phần trích dẫn ở trong trong cái câu này, trong cái câu tức là cái gì, tasanhi ito bubbe ha apanihatai, tức là trong cái câu mà người đang giải thích về pati pati gasanya nang athangama, mang nghĩa rằng tên gì, loại trừ những cái gì, những cái sự suy nghĩ đối nghịch.
Đối nghịch ở đây anh chị tức là cái gì? Patikasanya. Đối nghịch ở đây mang nghĩa là gì? Bị chướng ngại đó. À, ví dụ như là mắt nè, tức là anh chị là các vật nè, cũng như là căn và cảnh đó. À, phía trên là chắc khu, chắc kha đi năng, quách thu năng, rupa đi năng, aramananya. Chắc khu đó, thì theo cái cảnh tức là quách thu. Mà rupa theo nghĩa cảnh aramana, thì tất cả hai cái cảnh đó đều là cái vật mà gọi là, đều là cái khía cảnh tức là cái gì? Chướng ngại như vậy. Vì rằng vị này thấy được rằng là cái gì mà liên hệ đến vật chất như vậy, cả con mắt, cả cái đối tượng mà cho con mắt nhận thấy như vậy đều là cái chướng ngại. Nó liên hệ đến vật chất như vậy, chỉ có cái hư không đó, nó mới là vô biên trên trời. Đấy, cho nên vị đó phải loại bỏ được cái này. Rồi đó là giai đoạn đầu Vutto Bhagava, rồi Đức Thế Tôn mới nói như vậy. Rồi kế tiếp là Idaccha Bahinata Yeva Aropa Samabatti Nang. Anenchata Santa Vimokkhata cho Vutta. Ở đây đó như thế nào? Anenchata. Anenchata chúng ta dùng theo nghĩa thế là cái gì? Tức là cái sự bất động như vậy, cái sự không có rung động. Arupa Samapatti Nang, đối với các bậc, đối với người mà đã chứng đắc các bậc thiền hữu sắc. Bahinata ya, nhờ vào cái trạng thái mà loại trừ. Được nói đến chính là Santa Vimokkhata, tức là trạng thái mà giải thoát an tịnh. Rồi, kế tiếp nữa là Nanatasanya Nang Amatasik Amat Amana Sikara. Cái này là chúng ta đang đang Patisamvita Magga đúng không? Đoạn 23 phần chính văn, chúng ta phải mở phần chính văn trước. Cái này đó là Upato, tức là bạn thân nhân. Rồi anh chờ xíu. Cái này là sắp tám. Đây là cái gì đây? Ví dụ Akan khá bất cứ 72 đó là phần Tika. Tika còn đoạn kia Tika thì không có giải thích rồi đúng không? Rồi như vậy là xong cái đoạn số 72 là Kantaka nha. Đây là cái chướng ngại đó. Chúng ta mở lại cái phần gì? Cái phần Patisamvida đoạn 212 đó. Đoạn 212 ha. Rồi chúng ta chưa có mở cái phần chính văn trong Atakatha luôn. Đây 212 đấy. Cái này này. Đấy, Patisamvida. Em sẽ giải thoát trang. Rồi, ở đây thì chúng ta coi Buddhaka Patisamvida Magga Mahavakka. Đúng không? Rồi chúng ta đưa cái này qua. Đấy. Cho dễ nhìn. 23. Rồi. 23. Rồi 23 ở đây trong phần chính văn đây. Katammo akasa nanjayatanna samabat. Samabatti vimokkhu. Như thế nào được gọi là sự giải thoát? Bằng việc chứng đạt không vô biên xứ. Tức là hư không hả? Vô biên. Anh chúng ta nói tức là cái phản trù là hư không vô biên như vậy. Ở đây tức là vị tỳ kheo sapasson rupasanya năng samatikama đó. Và chúng ta giải quyết là cái gì, cái vế đầu tiên rồi. Chúng ta giải quyết đến cái vế thứ hai rồi, tức là patikasanya năng athangama rồi. Chúng ta đến cái vế thứ ba. Nanatasanya năng amanasikara. Nanatasanya năng, nanatasanya năng, nanatasanya năng. Đây. Nanatasanya nè. Rồi xin mời một vị hoàng nghị đọc cái đoạn này. Dạ bà sư cũng xin đọc ạ. Nanatasanya nang amanasikarati nanatewa gochare pat
Apawata nang sanya nang nanata nang qua sanya nang yasmaheta rupa sadda di bd nanate nanat sabbawe ocare pawatati pawatanti yasma ceta atha kama wacara kusala sanya radasa aku salah sanya eka dasa kama wacara kusala wipaka sanya de aku salah wipaka sanya eka dasa kama wacara kiri kiri ya sanya ti ewang catu cata lisampi sanya nanata nanasabawa anya manya wisa disa tasma nanata sanyati uta tasang sabaso nanata sanyanang amanasikara ana wajana citeja anupat dana yasmata na wacati citeja na upadeti na manasikaroti na pacawe pacawe kati tasma butang huti yasma cetha purima rupa senya patiya senya ja imina janena nipate bagwe bina wicanti bagwe ga tasming bagwe imang janan janang upasambaca wihara nakale tasma tasang samatik kama atang gamati dwe labi abagoyena buto nanat ta sanyasu panayasma atha kama kama wacara kusala sanya nawa kriya sanya dasa kusala sanyati ima satta wisati sanya imina janena dipate bagwe wicanti tasma tasang amanasikarati utanti weditabang tathapi hi imang janang upasat baca wiharanto tasang amanasikara jewa upasampaca wiharati tapana tapana manasikaronto asama pando hotiti sangkepato cetha rupa sanyanang samatika ma ti mina sabba rupa wacara dhammanang pahanang butang patiga sanyanang atagama atagama natatta sanyanang amanatsikara ti imina sabesang kama wacara citta cetasikanang pahanang ca amanasikaro ca buti veritabo ya kong sinara dạ rồi cảm ơn cô dạ như vậy trong cái phần chánh văn á chúng ta đến cái giai đoạn thứ ba nha thứ nhất ở đây tức là cái gì inabikawe sapaso rupasanyanang samatikama ở đây tức là vị tỳ kheo như thế nào vị tỳ kheo tức là samatikama Samatikama tức là sau khi mà vượt khỏi, thoát khỏi những cái khái niệm, những cái nhận thức mà liên hệ đến vật chất, tất cả những cái liên hệ, tất cả những nhận thức mà liên hệ đến vật chất, thì trong cái phần chú giải đó, tất cả những liên hệ đến vật chất là bao gồm luôn cả cái gì? Bao gồm luôn cả mà các tầng thiền nha. Tầng thiền cũ trước đó tức là liên hệ đến đây, tầng thiền mà là, em chỉ tầng thiền hữu sắc đó. Và cũng như tadarmanang, em chỉ tức là cái gì? Cái đề mục hay được gọi là patipaga nimitta luôn, tức là cái ngay cả khi mà cái quan tướng mà liên hệ đến cái đề mục mà
thì hữu sắc như vậy, tức là vị đó phải loại bỏ mà tách rời theo cái cảnh đó chị. Samitikama tức là cái cảnh đó là viraga nirodha chứ, tức là phải ly tham, phải đoạn diệt, tức là không còn hướng đến, không còn ưa thích ở trong cái tầng thiền, và cũng như là patibhaga nimitta thuộc về cái tầng thiền cũ nữa. Đấy, đó là giai đoạn đầu, giai đoạn thứ, tức là cái bước đầu ha. Bước thứ hai được tức là gì, cái tiếp nữa là patipa patigasanya là athangama, tức là cái gì, athangama này chúng ta dùng theo nghĩa tức là cái sự thằng cái chi tiết chúng ta dùng theo nghĩa tức là loại trừ, loại trừ nha, loại trừ những cái quan điểm, xin lỗi, loại trừ những cái, những cái nhận thức mà Batika đối nghịch. Đối nghịch ở đây theo nghĩa khía cạnh là gì, đối nghịch ám chỉ tức là gì, những cái pháp, những cái khía cạnh mà liên hệ đến gọi là vật chất này đó, mới được gọi là đối nghịch, tức là nó còn bị gì, nó bị hạn cuộc. Patika chúng ta dùng nghĩa tức là những cái nhận thức mà liên hệ đến những pháp mà còn bị hạn cuộc, ở đây tức là gì, mắt tai mũi lưỡi thân. Rồi tương tự như vậy tức là cái gì, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Như vậy cho dù đó là cái gì, đối tượng của con mắt nhận thấy khi mà tu tập cái đề mục thiền như vậy, nó vẫn bị hạn cuộc đó. Cho nên mới được gọi là cái gì, sanya patika, patika sanya, tức là sự nhận thức mà hạn cuộc ở đây, tức án chỉ tức là gì, liên hệ đến căn và cảnh. Đấy, cho nên là cũng phải loại trừ cái đó luôn. Thì đồng nghĩa như vậy đó, bắt đầu mới có thể mà nanatak sanya nang amanasikara, tức là ná cộng với, ná cộng với gì, manasikara, manasikaroti nhỉ, từ cái từ manasikaroti, manasik tức là chia theo vị trí cách, tức là trong tâm ý, karakara từ động karoti tức là không có hướng tâm, tại vì ná ở đây không có hướng tâm gì đến các nhận thức mà nanatta tức là khác biệt đa dạng như vậy. Đấy, khác biệt như thế nào thì chúng ta ở coi đây. Ở đây tức là nanatte wa chu gochare pavata nan sanya nan ha. Nanatta tức là hồi nãy rồi, nó là sự khác biệt rồi. Như vậy tức là cái gì, sanya nan tức là đối với các nhận thức mà xuất hiện ở trong cái gì, trong nhiều dạng khác biệt, tức là có thể là sự nhận thức mà liên hệ đến ví dụ như là patipaga nimitta, có thể sự nhận thức liên hệ đến cái bậc thiền hữu sắc mà mình, bậc thiền cũ đó, tức là còn liên hệ đến vật chất, thì đó đều gọi là nanatta sanya. Rồi nanatta năng qua sanya năng, anh chỉ tức là cái gì, đối với những cái trạng thái nhận thức mà khác biệt như vậy. Rồi ở đây chúng ta sẽ thấy rằng yasmaheta, ở đây động từ chúng ta là bao quát tâm tí đi. Sự xuất hiện về gochare, gochara, gochara thì chúng ta sử dụng đó là gochara trong trường hợp, có những trường hợp thì đề cập đến gochara chính là cái gì, kamathana, tức là cái đề mục mà tu tập. Xuất hiện ở trong cái gì, có ở trong mà gocharo, gochare này mà nana sapawe, mà với nhiều cái, với gì, ở trong cái trạng thái mà gọi là đa dạng, tức là sapawa tức là cái trạng gia thái, gọi là, hay được gọi là trạng thái thật, hay là gọi là cái bản chất đó, chúng ta dùng nghĩa là cái bản chất đó. Với cái bản chất đó là khác biệt nana ha, nanatte, trong sự mà khác biệt như vậy. Rupa sabda ni bede mà được phân loại ra, ví dụ như là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, vân vân. Đó. Heta. Như vậy tức là cái gì đây? Heta ở đây thì chúng ta nên tách ra đó là hi cộng với eta nhỉ. Thật vậy. Eta ám chỉ tức là
những cái mà gọi là xuất hiện ở trong cái phạm trù hoặc những vấn đề một tu tập với cái bản chất là khác biệt mà được phân loại ra là cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, vân vân. Phải như là chia ta, tức là chát cũng chia ta này. Phải như cái đó là như thế nào? Attha kama vacara kusala sanya, tức là cái sự nhận thức mà liên hệ đến tám cái tâm thiện sắc giới đó, à, xin lỗi, tám cái tâm đại thiện kama vacara nha. Phải như là dwadasa akusala sanya, tức là 12 cái tâm bất thiện. Phía trên này gojare, tức là cái gì? Cái eta này có mặt ở trong cái gì? Cái gì? Cái đề mục của tu tập đó, hả? Mà với cái bản chất tức là khác biệt như vậy, ví dụ như có những cái đề mục mà thiệt mà thuộc về Panyati, có những đề mục thuộc về Pramatha, vân vân đấy. Rồi hơn nữa tức là cái gì? Cái đó là cái đối tượng, còn cái chủ thể thì đề cập đến khía cạnh, tức là ngay cả những cái trạng thái tâm nhận thức luôn. Ở đây tức là 8 tâm đại thiện nè, 12 tâm ở bất thiện nè, và Ekadasa Kama Vacara Kusala Vipakasanya. Ám chỉ tức là cái gì? 11 cái tâm thiện, 11 cái tâm quả ha, tâm quả thiện dục giới. Ekadasa 11. Rồi kế tiếp là Dwe Akusala Vipakasanya, tức là hai cái tâm quả bất thiện. Ekadasa Kama Vacara Kriya Sanya, và 11 cái tâm duy tác. Vừa nhớ có tải về rồi. Không chung, không phải. Rồi, kiếm cho nó lẹ. Không có tải đâu. Rồi, ở đây chúng ta coi đây. Nhỏ lại được. À, kéo lên cái xuống thôi. Rồi. Sắp tin về ở đây là bài bản thân nhân. Ở đây cái đoạn này. Rồi. Atthakama vacara kusala sanya chúng ta biết rồi, tức là 8 tâm đại thiện rồi. Dwadasa akusala sanya tức là em chỉ là 12 tâm bất thiện rồi. Ekadasa kama vacara kusala vipaka sanya, em chỉ tức là 11 cái quả thiện mà dục giới nha. 11 quả thiện dục giới. Không có tác ý đến, tức là đồng nghĩa rằng cái gì phía trên đó, tức là bao gồm là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, nó đều là cái gì, nó đều là cái, nó đều là khía cạnh, tức là cái chướng ngại hết, à, tức là không có tác ý đến những cái sự nhận thức như vậy, thì hẳn nhiên phải loại bỏ về gì.
loại bỏ đó là hai quả cũng thiện. Như vậy ở đây là 8 nè. Cộng với 3 ở đây. Tức là ngoại trừ cái gì? Ngoại trừ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nha. Tại vì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân á, được đề cập là cái gì? Được đề cập phía trên đó là cái gì? Cái phần gọi là Batigá nha. Để Batigá rồi này. Tức là chắc kha đi năng nè. Quát thu năng nè. Chính là anh chỉ tức là cái vật nè. Phải giờ khi mà cảnh rupa. Còn cái phần còn lại ở đây sanya năng nha, nanatta sanya năng, tức là những cái gì, những cái sự nhận thức khác, tức là phân loại đa dạng khác nhau được, tức là không có hướng tâm rồi đó. Ngay cả cái gì, ngay cả trong cái lộ trình mà gọi là trong cái lộ mà ngũ môn như vậy, thì để mà sau khi mà cái tâm mình nhận thức khởi sanh lên đó, để nhận biết cái gì, cái đối tượng gọi là rupa ramana này, thì ngay khi đó là sampatichana khởi sanh liền, rồi bắt đầu santirana. Cho nên cái gì, không những mà gọi là cái mà chắc khu vinh nha ná không có tác ý rồi, nó là patipatigá, cho nên là vị đó cũng sẽ loại trừ luôn, tức là không có để khởi sanh cái lỗ ngủ nữa, mà chỉ khởi sanh trong cái lỗ ý mà không liên hệ đến vật chất luôn. Và đồng nghĩa rằng là cái gì, đến cái lúc đó đó vị đó loại bỏ luôn cả sampatichana và santirana luôn. Sampatichana tức là tiếp thâu đó hả, và santirana tức là cái gì, kế tiếp đó, tức là Santirana tức là phân xét, phân đoán đó, đoán định đấy. Thì bao gồm luôn cả 8 cái quả dưới đây và thêm 3 cái quả trên đây nữa, cộng lại là 11 nha. Và kế tiếp nữa là cái gì? Kế tiếp nữa đó là Dwe akusala vipakasanya. Ở đây quả mà quả có bất thiện ha. Quả có bất thiện tức là cái gì? Cũng tương tự như vậy, tức là loại trừ mà gọi là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân mà thuộc vào bất thiện, chỉ còn hai cái gì, sampatichana và santirana này ở trong cái lỗ ngủ nha, là không có luôn đấy, hướng như vậy luôn. Rồi kế tiếp nữa là cái gì, kiriya luôn, tức là 11 thôi nha, kiriya luôn. Kiriya thì ở đây 11 tức là bao gồm luôn cả tám cái maha kiriya này, và bao gồm luôn ba kiriya đầu luôn, bao gồm luôn cả panchadwarawacana luôn ha, và cũng như là hẳn nhiên rồi, trong cái lúc mà nó đang tập trung thiền như vậy thì không có mà hasita được, không có cười ở đây được. Và đang đề cập đến khía cạnh tức là làm cái nền tảng để cho thiện mà vô sắc giới khởi sanh, cho nên không đề cập luôn cả cái manodora của chánh đáo đây được đấy. Cho nên là 3 ha, 3 ở đây với 8 là 11. Rồi. Rồi E1 chattu chatta li sambi sanya anatta nana sapawa anyat manya wisadisa tasma nanatta sanya vuta đấy. Cho nên ở đây mới gọi là như thế nào, sanya nanatta nana sapawa, tức là sanya đây là gì? Như vậy có tất cả là chattu chatta li sa, anh chỉ tên là 44 tâm nha, 44 tâm. Hồi nãy chúng ta đề đúng không, 8 nè, 10 nè, 8. 8 là 19 nè, 19. 8 với 12 nữa là 20 nè. 20 với lại 11 nữa là 31 nè. 31 với 2 nữa là 33 nè. 33 với lại 11 nữa là 44 nha. Đó, như vậy là em quan chắc tụ chắc tali sambisanya, như vậy là 44 cái sanya, tức là 44 thức này. Thì nanatta nana sapawa có cái trạng thái là khác biệt, đa dạng như vậy. Cho nên được gọi anh nhá, manh nhá, quý xa đi xa. Quý xa đi xa ở đây tức là chúng ta dùng cái nghĩa tức là cái gì? Không có nó. Quý xa đi xa. Chúng ta đã tách ra anh nhá, manh nhá, cộng với quý xa đi xa nha. Xa đi xa có nghĩa là giống nhau và tương đồng. Quý xa đi xa tức là không có tương đồng lẫn nhau. Tức là cái gì khác biệt nhau, không có tương đồng. Do vậy cho nên mới được gọi là cái gì, nana
Nanatasanya, tức là những cái tâm thức, tức là những cái sự nhận biết đó, mà không có tương đồng. Đó, chúng ta dùng thử nghiệm Lata. Anh chị tức là 44 tâm đấy. Rồi kế tiếp ở đây. Tasma sapaso nanatasanya nang amanasikara anna vachana chitte cha anu anubbadana. Amanasikara tức là sự không tác ý đến những cái thức mà đa dạng như vậy, khác biệt như vậy, đến tất cả những cái sapaso luôn nha, đến tất cả những cái thức mà đa dạng ấy. Anavachana không có tác, không có hướng về, tức là ná avachana tức là không hiện có ở trong tâm, tức là anubbadana tức là không làm khởi sanh, tức là không hướng về, tức là không có, cũng như không khởi sanh ở trong tâm. Và vì cái gì? Yasmata navachati chitte, và vì không có ở trong tâm, tức là không khởi sanh ở trong tâm, hoặc như là không có hướng về, cũng như là không có chú ý khác ý, tức là không có suy xét lại. Chính do vậy cho nên mới được gọi là như vậy. Tasmati vuttang hoti, chính do vậy cho nên mới được nói là như vậy, tức là amanasikara, tức là không có hướng tâm, không làm khởi sanh, tức là không để cho những trạng thái 44 tâm đó nó khởi sanh ở trong tâm đó, tức là không có thiện mà cũng không bất thiện, mà lúc đó phải là cái gì? Lúc đó là cái giai đoạn gọi là không hướng tâm này, là để cái giai đoạn gọi là cái là gì? Appanasamadhi đã khởi sanh rồi đấy, trong cái tiến trình ha. Đây. Là cái giai đoạn này, là cái giai đoạn đó là bắt đầu là vị đó là úp akasananche yatanang upasampajja viharati, vị đã an trú ở trong đó rồi đấy. Ở đây chúng ta quay lại coi. Rồi. Kế tiếp nữa là cái gì? Yasmachitta, thật vậy. Vì cái gì? Vì navichati, vì không có hả? Vichanti. Vì những cái gì? Những cái nhận thức mà cái trên là sử dụng cái gì quên rồi. Và tiếng ca sân nha, tức là chướng ngại bất lợi. Thì anh chỉ tức là mắt, tức là những cái vật liên hệ đến vật chất đó. À, ở đây là Batikasanya đây này, đó. Anh chỉ tức là căn và cảnh đấy. Rồi ngay cả mà Rupasanya chúng ta có giá ở đây nha. Rupasanya Purima, anh chỉ tức là cái gì? Rupasanya tức là sự nhận thức mà liên hệ đến vật chất trước đó, bao gồm luôn cả ở đây đó. Sự nhận thức liên hệ đến vật chất trước đó là bao gồm lên cái cảnh này này, cái cảnh phía trên này này. Đấy, liên hệ đến vật chất trước đó nè. Rupasanya nè, mà Rupasanya bao gồm cái gì? Chính là cái gì? Bậc thiền mà hữu sắc trước đó, tức là bậc đệ tứ thiền đó, và cũng như là Patipatthanimitta, nó được gọi là Rupasanya. Rồi cái Patigasanya ám chỉ tức là cái gì? Căn và cảnh luôn, cũng được gọi là Patigasanya. Như vậy cả hai cái cảnh đó đó như thế nào? Nám với cha tiết là không có, không có, không có ha. Trong cái lúc mà có ở cái thiền này, bởi cái thiền này trong lúc mà có hoặc như xuất hiện ở trạng thái của cái thiền này. Bắt ghê nó tasmin bao quê. Bắt ghê nó, ở đây chúng ta dùng theo nghĩa tức là và ngay cái lúc mà tasmin bao quê imang cha nang upasampajja viharanakale, và trong cái lúc mà chứng đạt cái thiền này và an trú vào cái thiền này. À, như vậy tức là cái gì? Ngay cả tức là ngay cái lúc mà gọi là xuất hiện nha, ngay cái là nipatte pawe này nè, nipatte pawe này có cái thiền này, ta ám chỉ là thiền mà để cái thiền mà không có biên xứ đó, thì ngay khi mà xuất hiện như vậy thì hẳn nhiên là sẽ không còn cái gì rupasanya và patikasanya nữa. Chúng ta biết theo nghĩa này, vì ở đây đó tức là không còn rupasanya và patikasanya nữa, ngay cái lúc mà thiền này đang có mặt như vậy, cho nên ngay lúc đó đó ám chỉ tức là thiền này, tức là vị ấy đang đã chứng, và cũng như là ngay cái giai đoạn lúc mà nhập vào cái thần thiền này, tức là khi mà xin lỗi, cái lỗ mà chứng đắc thiền nó đang hiện có ha, sẽ không có cái đó. Do vậy ta sang samatikamma apthangamma ti đuê đuê đà ti
apa vujena vuto. Và chính do vậy đó, sau khi mà thoát khỏi cái ta sanh này, anh chị tức là cái gì? Rupasanya này. Và cũng như Athangama tức là cái gì? Loại trừ, thoát khỏi hả? Tức là rời khỏi cái gì? Tách rời. Theo cái cảnh tức là cái gì? Viraga và Niroda tức là tách ly và cũng như đoạn gì? Cái sự mà ưa thích, cái sự mà còn mong mỏi liên hệ đến gọi là bậc thiền mà bậc thiền hữu sắc, tức là đệ tứ thiền hữu sắc đó. Rồi còn ngay cả mà Athangama luôn, loại trừ luôn, ngay cả loại trừ luôn cả cái cảnh tức là Patikasanya, tức anh chị tức là căn và cảm luôn. Thì hai cái trạng thái này là lúc đó là apavo, tức là không có ngay lúc đó. Đó. Rồi chúng ta sẽ là cái tiếp ở đây. Tình là natasanya su vana yasma apha kama wajarakusala sanya na nawa kriya sanya dasa kusala sanya ti ima sata wisati sanya imina chane na nipate pa we wichanti. Đây chúng ta mới thấy rằng ở đây này chủ từ sẽ là cái gì, và kama wajara apha kama wajarakusala sanya tức là tám cái tâm đại thiện này, chính cái kriya sanya này, tức là chính cái tâm kriya ha, tâm duy tác này, và cũng như là 10 cái tâm bất thiện cộng lại tức là 27 tâm, 8 9 17 27. Vichati có mặt trong cái lúc mà có mặt và hiển khởi bởi cái tâm thiền này. Vì 27 cái tâm này hiển khởi do vậy nó mới nói rằng là vị ấy không hướng tâm về những cái điều ấy. Phía trên là chúng ta là 44 rồi. Visadisa Natasanya. Visadisa. Visadisa sẽ không giống, giống lẫn nhau. Chính nhờ vậy cho nên bây giờ gọi là Natasanya, tức là những trạng thái tâm khác biệt. Trở thành khác biệt. Rồi ta sang sắp bắt xuân là ta sang nhà năng hàm đá xích cà ra. Trên đây là đều thứ kết này. Rồi là không tắc ý, không hiện có ở trong tâm, không làm phát khởi trong tâm đối với tất cả và những trạng thái, đối với tất cả những trạng thái tâm khác biệt đó. Chúng ta đọc tiếp cái đoạn dưới luôn. Tathabi. Sau khi định nghĩa như vậy cho nên mới được gọi là Tasang Amanasikara. Tức là không hướng tâm về những cái trạng thái tâm, tâm lý mà khác biệt ấy. Cũng vậy. Cũng giống như người mà chứng đạt cái bậc thiền và an trú cái bậc thiền này. Nhờ vào cái việc mà không hướng tâm,
không làm khởi sanh những trạng thái tâm tâm những trạng thái mà tâm khác biệt ấy trong cái lúc mà chứng đắc và cũng như là an trú cái thiền này. Tapana manasika runto asama panno ho ti ti. Còn mà khi mà hướng tâm về những cái điều này, hướng tâm về những trạng thái tâm lý khác biệt này, tức là bao gồm luôn cả những cái trạng thái tâm thông thường đấy, thì asama panno ho ti thì được gọi là asama panno. Asama panna thì chúng ta dùng theo nghĩa tức là đã đạt được, tức là mang nghĩa rằng chưa đạt được. Khi mà còn hướng tâm về, khi còn hướng tâm về 44 cái trạng thái trên ha, 44 trạng thái tâm lý trên. Tại vì 27 trạng thái phía dưới này đó thì được gọi là cái gì? Tại chúng ta dùng theo nghĩa tức là khẳng định ở đây nè. Tức là 27 cái trạng thái tâm lý như vậy, ở trong nhiều cái nhận thức khác biệt như vậy xuất hiện trong cái lúc mà có mặt của bữa tầng thiền này, cho nên được gọi là ta sang amanasikara, tức là ngay giai đoạn đó thì được gọi là không có hướng tâm. Rồi sankhebato chittha rupasanyana samatkama samatikama ti ibina saparupa vachara damanang pahana vutta. Ở đây đó, như thế nào? Nó một cách tóm lược lại đó là như thế nào? Đó là sự đoạn tận, sự từ bỏ cái gì? Saparupa vachara damanang, đối với tất cả những cái pháp nào liên hệ đến dục, liên hệ đến sắc giới, tên là cái bậc thiền hữu sắc đó. Bởi cái câu nói là rupasanyana samatikama. Bởi câu nói tức là cái gì? Sau khi vượt qua tất cả sự nhận thức mà liên hệ đến vật chất, mang nghĩa rằng tức là Baha năng, tức là đề cập đến cái việc mà loại bỏ tất cả những cái pháp liên hệ đến Rupa Vachara. Rồi với cái câu nói rằng tức là Patikasanya năng Athangamma Nanatasanya năng Amanasikara. Ở đây tức là khía cạnh cái gì? Sappe Sankama Vachara Chitta Chetasika năng Baha năng Chak Amanasikaro Chavuto Ho Ti Vietatapo. Còn phải được hiểu rằng tức là đề cập đến cái cảnh tức là không có hướng tâm và cái gì? Loại trừ. Ba hà năng hành tức là loại trừ và cũng như là không có hướng tâm về cái gì? Cả mà tâm lẫn mà tâm sở. Dục giới. Patigasanya thì hẳn nhiên rồi. Nhưng mà cái Nanatasanya nó còn có thêm rồi hẳn nhiên luôn, cũng kriya nó nằm ở trong Kamavachara luôn, Kamavachara chitta bhumi nha. Tức là nằm trong cái lĩnh vực mà gọi là tâm dục giới này. Mang nghĩa rằng cái khía cạnh đó là ở đây cái câu mà gộp lại hai cái này đó, tức là cái trạng thái khi mà loại bỏ cái Patigasanya này và cũng như là bao gồm Nanatta này. Các vị chờ xíu. Satta Visati Sanya. Satta Visati Sanya. Đã coi chỗ khác rồi. Sanya. Yulani desa, nanti sambalin, terus sambalin kerana satu bisa ini macam ni nanti pati lalu jadi, itu dia yang dong. Tas meta sana, kamar si kara tipu tante beri tepat, dan masangkan ni. Nanti sambalin kamar si kara, nanti sambalin asama penasa manoda tu. Samangisa wa manovinyana datu samangisa wa sanyasanyana
sanya ni tat tang imi imma vichanti nanata sanya to. Samapanna chúng ta nên làm được. Ở đây tức là tất thân ở đây là như thế nào được gọi là nanata sanya mà giữ theo vipanga. Như thế nào được gọi là nanata sanya tức là suy nghĩ khác biệt. Tức là sanya sanya là nào? Cái sự nhận thức mà như thế nào đối với asamapanasa, đối với người mà chưa có đạt được cái bậc thiền mà vô sắc đó, manodato samangissa liên hệ đến cái gì, cái ý giới. Hoặc là liên hệ đến ý thức giới. Tại vì bên kia là chúng ta loại bỏ luôn cả cái gì? Luôn cả cái 44 cái sanya đó. Bao gồm luôn cả mà manoda tú và manovinyana tú luôn. Manovinyana tú là bao gồm những cái trạng thái tâm mà thuộc về dục giới nha. Manoda tú thì hẳn nhiên rồi. Chế độ rồi cho nó là loại rồi. Rồi sanya sanya nó là sanya ni tắc tăng y mi na vu chan ti na na nó là ta sanya nó thì cũng giải thích giống như cái kiểu kia, giống như cái kiểu mà tổng hợp lại đấy, cái câu mà cái câu kết cái câu mà tổng hợp kama vujara chitta yatisika nancha là giải chen cái đoạn đó luôn. Tương tự luôn. Ở đây câu này đó thì chúng ta dùng theo nghĩa là khẳng định đây. Cái chân tiếng. Chỉ có rất nhiều đây. Cho nên mới được gọi là ta sang Amadasikara. Còn phía trên này đó, khi mà định nghĩa về nanatta sanya đó, tức là 44 cái tâm thức đấy, nó không tương đồng lẫn nhau, nó không giống lẫn nhau về cái gì, cái bản chất khác biệt, cho nên mới được gọi là nanatta sanya. Amanasikara, dưới đây thì Amanasikara tức là không có hương tâm. À, như vậy là 27 trong 44 ha. Ở phía trên đó là định nghĩa 44 đó, anh chỉ tức là chữ, cho cái chữ mà nanatta sanya. Ở phía dưới thì mình đề cập đến gọi là Amanasikara này tức là cái gì? Là không có làm hiển khởi ha. 27 trong 44 đó. 2744 đó, cho nên ở đây mới gọi là tassa nè. Amanasikara này. Như vậy mới được gọi là Amanasikara này. Là định nghĩa cho cái chữ Amanasikara này. Cho nên cái phần dưới này người ta gộp luôn là cả mà gọi là kamakuchara chitta chetasika luôn. Rồi như vậy chúng ta hiểu cái kiểu đấy. 44 là anh chỉ tức là nanatta sanya, tức là số chung nha. Nhưng mà đề cập đến Amanasikara là không hướng tâm, không làm khởi sanh. 27 trong 44 đó. Rồi như vậy chúng ta tới cái chữ Ananto Akasoti. Đây, Ananto Akasoti, chúng ta coi luôn cái đó. Ananto Akasoti. Ở đây là Etha Panyati. Panyati mat matatta nasa. Upadanto wa vajanto wa panya yati ti ananto. Ananta prana wasena ti ananto. Anh làm tụ Akaso nha. Anh làm tụ Akaso. Ta biết cái chữ đó đúng không? Chúng ta để, hồi nãy là chúng ta để anh làm tụ Akaso đúng không?
đúng rồi, Ananta Akaso đó, chúng ta đã nhìn đúng rồi. Ở đây đó thì như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là Upadanto và Vajanto. Upa tức là sanh nha. Vajanta tức là hiện tại phương từ mà nghĩa là diệt. Panyayati tí tức là được ấn định theo cái cảnh từ cái việc mà sanh và cũng như là diệt. Nasa Panyati Matata ở đây chỉ có cái cảnh là bình nhất tí. Cái chữ Nasa là chúng ta hiểu theo chữ gì đây? Ananta Paranavasena Ananto vô biên á, theo cái cảnh tức là lan tỏa đến không có giới hạn nha. Ananta Paranavasena biết tại vì cái đề một gọi là Ananto Akaso này, cái Akasa này anh chị tức là cái gì, cái khía cạnh đó là chế định nha, bình nhạc tí này, bình nhà giá tì tí. À như vậy chúng ta là ná nha, còn ác xá như vậy là nó không có sanh không có diệt nha. Bởi vì sao nasa này tức là chúng ta là ná ác xá đối với cái akaso này, đối với cái hư không này, ác xá đối với hư không này như thế nào thì ná upadanto thì không có sanh không có diệt, bởi vì nó phải chế định mà. Từ cái gì, từ cái khía cạnh mà chế định cho nên mới được gọi là ananto. Cho nên mới được gọi là vô biên, tức là không sanh không diệt nha, nó là pháp chế định đấy. Rồi ananta paranavasinati ananto vô biên ở đây tức là theo cái cảnh tức là cái, bởi cái gì, bởi cái sự lan tỏa mà không có giới hạn, tức là không sanh không diệt. Còn đối với cái sanh và diệt á thì nó là cái cảnh tức là cái gì, cái pháp paramattha nha. Rồi kế tiếp nữa là nahi so yogi eka devasena parati Sakalavasinewa Parati. Thật vậy, vị hành giả như thế nào? Không có lan tỏa Eka Desa Vasina đến một phương, mà toàn bộ các phương luôn. Mang nghĩa rằng tức là cái gì? Đối với vị hành giả khi mà đã tâm mà chìm sâu vào trong cái khái niệm Akasa, tức là Akasa Ananto này, Akasa Ananto này, rồi tức hư không vô biên rồi, nó không phải chỉ là một phương duy nhất theo cái cảnh tức là lan tỏa từ tâm, từ bi hỷ xả nha, mà nó phủ khắp luôn, tức là hư không là không có điểm giới hạn. Akaso đây là cá sĩ núc gati makaso, chúng ta tách ra tức là cá sĩ nát, cộng với gì ugati ugatim nha, ugatim cộng với akaso mang nghĩa rằng tức là cái gì, cái hư không ugatim hả. Ugati chúng ta dùng theo nghĩa là cái hư không này. Úc gát tí, từ cái động từ Úc gà tê tí nha. Thoát khỏi, chúng ta dùng là nghĩa. Tí mà trong dưới nha. Úc gát tê tí bên chấm dưới hả? Rồi, chúng ta dùng theo nghĩa Úc gát tí này từ cái động từ Úc gát tê tí ở chấm dưới nha, mang nghĩa rằng nó tách rời. Tách rời khỏi casino nha. Ví dụ như Akaso ở đây tức là cái hư không mà nằm sau cái casino, tách rời, ví dụ như cái đề mục casino là được đặt ở trước mặt như vậy. Nhưng mà nằm sau cái casino tức là cái gì? Là một cái khoảng không. Anh chỉ tức là cái gì? Casino là vật còn bị giới hạn bởi vật chất như vậy. Và ánh mắt nhìn vào như vậy là cũng cái sự mà điểm giới hạn. Rồi khi mà cái đề mục Akasa là cái gì? Cái khoảng không bao la, vô biên nằm sau cái đó. Giống như cái
trường hợp mà một người khi mà nhìn ra cái cửa sổ như vậy có một cái lớp màn che, và khi lớp màn nó rớt đi rồi đó thì đồng nghĩa là cái khoảng không bao la vô trùm như vậy hả? Rồi kế tiếp tức là akasanyanjayatana dini vutathani. Đây tức là akasanyanja ha, tức là chữ cái chữ này. Đây akasanyanjayatana này này. Anh chỉ tên là cái gì? Tên là thiện không có biên xứ đó. Không có biên xứ ở đây anh chỉ tên là vutta cộng athani với cái ý nghĩa đã được trình bày như vậy ha. Rồi kế tiếp tức là cái chữ mà upasampajja viharati ti tang patwa pippadetwa taranu rubena riya patena viharati dadewa sama pacita pato samarati. Mang nghĩa rằng tức là cái gì? Tăng patwa tức là sau khi chứng đạt cái thiện đó, nippadetwa chứng đạt sau khi tạo ra. Chúng ta mang nghĩa rằng tức là sau khi chứng đạt, sau khi tác chứng à, nippadetwa tức là từ động từ nip nippacchati đó, nippadetwa mang nghĩa rằng tức là thành tựu, mang nghĩa là đạt được đó, sau khi chứng đạt, sau khi thành tựu được cái thiền đó. Rồi bắt đầu như thế nào? An trú với cái gì? Iriyapatha với mỗi các oai nghi, với các an nguyên như vậy. Anurubena với từng các oai nghi mà tương thích, tức là khi mà an trú rồi đó thì với các oai nghi nào tương thích sẽ thực hiện như vậy. Ví dụ oai nghi ngồi vân vân, tức là an đang, tức là cái giai đoạn khi mà đang chứng đắc cái bậc thiền đó hả? Có thể lúc ngồi, có thể lúc đứng cũng được nha. À, cho nên với cái oai nghi mà tương thích như vậy. Ta đề quá sa mà. Pachitapato sa mà bát tí. Sa mà bát tí. Cái chữ sa mà bát tí ở đây tên là. Đây sa mà bát tí rồi nè. À, tức là sự chứng đạt đó. À, sa mà bát tí hay được gọi là thiền định đó. Sự chứng đạt. Sa mà bát tí ở đây tên là cái gì? Sa mà pachitapato. Ta đều quá tức là chúng ta tách nó ra tức là tăng cộng yêu quá nhỉ. Samabacchati chúng ta dùng theo nghĩa tức là an trú hoặc như đạt được chính cái thiền ấy. Tức là cái mà có thể mà nó còn có nghĩa là cái gì? Nhập vào cái mà có thể an trú vào cái thiền đó. Chỉ được gọi là samabacchati, tức là ảnh dịch là bậc thiền đó. Rồi như vậy đó là cái bậc thiền đầu tiên nhỉ. Agasananjayatanang samatikami samatikamma, thì em chỉ tên bậc thiền thứ hai. Bậc thiền thứ hai thì bữa sau chúng ta sẽ học katamo ở đây, tức là vị đó đúng rồi. Agasananjayatanang samatikamma này. Rồi như vậy là bữa sau chúng ta sẽ học tiếp cái phần thứ hai này. Và đây chúng ta tạm nghỉ tại đây thì chúng ta hồi hướng nhé. Buddha sasanang kirang tithato, Buddha sasanang kirang tithato, Buddha sasanang kirang tithato, sadhu sadhu sadhu.